Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 143. Tần tộc bị tiêu diệt, mục tộc đầu hàng khiến toàn bộ thập hoang đều hoảng sợ. Chỉ trong một ngày đã có một tộc bị tiêu diệt, một tộc đầu hàng. Một bầu không khí đáng sợ bao phủ khắp thập hoang, khiến thập hoang vốn yên bình nhiều năm run sợ không thôi. Nguyên tộc. Trong điện, một đám cao thủ của nguyên tộc đều góp mặt đông đủ. Dẫn đầu là tộc trưởng Nguyên Trấn của nguyên tộc, sắc mặt ông ta xa sầm như bóng đêm, lúc này vẻ mặt của các cao thủ khác trong tộc cũng trắng bệch, lo sợ không yên. Vốn dĩ, sức mạnh linh hồn của tiên tổ chính là át chủ bài lớn nhất để họ dựa vào. Cũng vì có nó, họ mới định cò kè mặc cả với Diệp Quân, tốt nhất là có thể lấy được đế nguyên. Nhưng giờ, chiến tướng đồng đen thần bí trong tay của đệ nhất tĩnh chiêu thế mà lại có thể tiêu diệt linh hồn đại đế. Vốn liếng lớn nhất để họ dựa vào đã không còn nữa. Phải làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, có một trưởng lão của nguyên tộc bỗng nhiên bước ra nhỏ giọng than, chỉ có thể đầu hàng thôi. Chỉ có thể hàng. Mọi người nghe vậy thì vẻ mặt phức tạp, không ai đứng ra cãi lại. Đánh, hoàn toàn đánh không lại. Đến giờ phút này, họ mới hiểu được rằng nay nguyên tộc đã đi tới bước đường cùng. Trong điện, chúng trưởng lão đều nhìn về phía Nguyên Trấn. Nguyên Trấn im lặng một lúc rồi thở dài, vậy đầu hàng đi. Tuy không cam lòng, nhưng ông ta biết rõ nếu nguyên tộc không đầu hàng thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Đệ nhất tĩnh chiêu cũng không phải hạng hiền lành gì. Thần Tông. Lúc này trong Thần Tông, Thần Ung cũng triệu tập tất cả các cao thủ trong Tông. Đại điện yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Mọi người mặt mày nghiêm nghị, không khí cực kỳ áp lực. Thần Ung bỗng nhiên đứng dậy. Các cao thủ Thần Tông thấy thế trái tim chợt nhảy lên tận cổ, cả người căng cứng. Trong mắt Thần Ung lóe lên vẻ phức tạp nói, đầu hàng đi. Đầu hàng đi. Các cao thủ Thần Tông trong điện nghe vậy đều thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Thực ra, họ rất sợ vị tông chủ nóng tính kia cứng đầu cứng cổ nói ra câu không chết không ngừng. Nếu lựa chọn đánh, vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự đâm đầu chịu chết. Sau khi thấy thái độ của Thần Ung, bầu không khí trong điện mới trở nên thoải mái. Trong mắt Thần Ung lại toát ra vẻ phức tạp, có hơi hối hận, song cũng không phải vì đầu hàng mà là do trong lòng ông ta biết rõ với thực lực hiện tại của Thần Tông thì hoàn toàn không thể chống cự lại vị quân đế kia. Điều ông ta hối hận là lúc trước không có quyết đoán được như đạo tông và đế tộc, cũng chẳng nghĩ xa, rộng lượng như đệ nhất tộc. Giờ đầu hàng thì đã vụt mất thời cơ mất rồi. Hơn nữa, trong cuộc sống sau này, Thần Tông chắc chắn sẽ bị những gia tộc và đạo tông bỏ xa mấy con phố. Bấy giờ, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đi đến bên cạnh Thần Ung nghiêm túc nói, ông nội, lúc trước ông nói định giới thiệu cho con một người chính là vị quân đế kia hả? Thần Ung gật đầu, cô ta bình tĩnh nói, giờ con đổi ý, con muốn đi gặp hắn. Thần Ung lại lắc đầu, bỏ đi. Cô gái cau mày, sao, ông nội không tin con hả? Vẻ ngoài của con cũng không kém hơn đệ nhất tĩnh chiêu kia. Cô ta có thể con cũng. Thần Ung khẽ thở dài, đầu óc của vị quân đế kia rất kinh khủng, đừng nói con, ông nội cũng không phải đối thủ của hắn. Con đi tìm hắn quả thật là tiền mất tật mang. Và lại, với cái đầu nhỏ của con, khỏi cần 3 năm ngày thì đã bị hắn lừa cho quay lại đâm ông nội một nhát. Cô gái. Đế Tông. Giờ phút này, Tông chủ Trần Việt cũng gọi tất cả các cao thủ của Đế Tông đến. Trong điện, mọi người đều im lặng không nói gì. Vốn trong lòng họ còn có chút hy vọng, dù sao cũng có linh hồn tiên tổ. Song, sau khi biết linh hồn tiên tổ tân tộc trực tiếp bị chiến tướng đồng đen thần bí của đệ nhất tĩnh chiêu đánh tan thì họ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không đánh nữa. Giờ, họ chỉ muốn đầu hàng. Đúng lúc này, Trần Việt bỗng dưng trầm giọng nói, các vị, đế tông ta tồn tại nhiều năm như vậy, nếu cứ thế đầu hàng thì... Không khỏi mất mặt quá. Mọi người trong điện nghe vậy đều hoảng sợ. Không phải là tông chủ điên rồi chứ? Đến giờ còn muốn gây chuyện. Bấy giờ đã có một số trưởng lão xuất hiện ý nghĩ giết người. Mẹ nó! Nếu tông chủ còn định gây chuyện, vậy họ cũng đành phải coi hoàng tộc như dân thường mà xử lý. Song lúc này, Trần Việt lại nói, so với đệ nhất tộc, đế tộc và đạo tông thì chúng ta đã vụt mất thời cơ. Còn có Mục gia, chúng ta cũng đã chậm hơn một bước. Giờ, chúng ta không thể chậm thêm bước nào nữa. Đầu hàng nhưng không thể đầu hàng như thường được. Ông nói xong bèn đứng lên, nặng nề nói, quân đế thích cái gì? Chúng ta phải đúng bệnh hốt thuốc mới được.
Một vị trưởng lão trần chờ rồi nói, ý của tông chủ là dâng phụ nữ cho hắn. Cái này, cũng không phải không được, cháu gái ta lớn lên trông cũng khá xinh đẹp. Mọi người, Trần Việt lạnh lùng liếc trưởng lão kia, ông cũng mặt dày ghê. Trưởng lão kia có chút xấu hổ. Trần Việt khẽ lắc đầu, quân đế là ai, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc? Hắn làm nhiều như vậy là vì cái gì? Đương nhiên là thực hiện vũ trụ quan huyên pháp của hắn, xây dựng một cái trật tự hoàn toàn mới. Chúng ta cứ bắt tay vào làm theo hướng này, chỉ có vậy mới có thể được hắn nhìn chúng và sử dụng. Có trưởng lão hỏi, ý của tông chủ là. Trần Việt híp mắt lại, bắt đầu từ giờ chúng ta sẽ tu luyện quan huyên pháp, để hắn cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng của chúng ta. Phải dùng hành động thực tế nói cho hắn biết chúng ta đầu hàng không phải vì sợ hắn, mà là vì đế tông ta thật sự cảm thấy quan huyên pháp là một công pháp tốt cho con dân, tốt cho thiên hạ này. Chúng cao thủ câm nín. Người đây chẳng khác nào là nói thừa. Đương nhiên, không ai dám nói vậy. Hơn nữa, đến lúc này thì họ cũng hiểu được là đế tông quả thật nên làm gì đó để lấy lòng vị quân đế kia. Bởi vì sắp tới, sự sống còn của họ đều nằm trong một suy nghĩ của hắn. Giờ kế tiếp chính là ai có thể được quân đế nhìn chúng và đạt được nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là khi trong tay hắn còn có đế nguyên trong truyền thuyết. Ngày hôm sau, chưa đến chiều, những gia tộc đại đế và tiên tông còn thừa lại trong thập hoang đều đã đầu hàng. Đến tận đây, thập hoang chính thức thống nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong tiểu tháp, Diệp Quân vẫn đang rèn luyện đám kiếm tu kia, họ đã đánh nhau với chiến tướng đồng đen trong tiểu tháp gần 50 năm. 50 năm qua, dưới sự dạy dỗ của Diệp Quân, thực lực của họ đã tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, họ vẫn chưa thể đánh thắng chiến tướng đồng đen, nhưng ý chí chiến đấu đã xảy ra một sự lột xác. Ngoài việc có Diệp Quân chỉ bảo, còn vì chiến đấu. Dưới sự chiến đấu không ngừng nghỉ, tiềm lực của những kiếm tu kia đã bị chiến tướng đồng đen kích thích ra. Đương nhiên, cũng phải kể đến công lao của cực phẩm đế tinh. Giờ thứ họ đang dùng đều là cực phẩm đế tinh, mà chúng đều là những thứ dành cho cấp bậc đại đế dùng. Ở thập hoang, gần như không có thần vật đó, song nay Diệp Quân lại trực tiếp lấy cho họ dùng. Đám kiếm tu kia đầu phải bị cảm động đến rơi nước mắt. Mục đích hiện nay của Diệp Quân rất đơn giản, đầu tiên là nâng cao thực lực của đám kiếm tu kia lên chuẩn đế, hơn nữa còn không phải là chuẩn đế bình thường, mà phải là vượt trội hơn người cùng cảnh giới. Tốt nhất là có thể đạt tới tiêu chuẩn giống như chiến tướng đồng đen. Mà loại bồi dưỡng đó quả thật là vô cùng hao tài tốn của ồ. Giờ hắn đang có cảm giác rất rất nghèo, bồi dưỡng đám kiếm tu kia chủ yếu là dùng đế tỉnh, cực phẩm đế tỉnh chỉ là phụ. Song điều khiến hắn đau đầu là cực phẩm đế tỉnh, giờ khắp thần hoang đều không có. Vì vậy, dù hắn muốn tìm cũng không tìm được. Ngoài ra, còn có đế nguyên. Giờ đế nguyên mà hắn có quá ít, và lại những trụ cột của thập hoang kia vẫn còn hơi yếu. Dù có đế nguyên cũng khó mà thành đế. Có điều... Hắn cũng biết muốn nâng thực lực của toàn bộ nền văn minh thập hoang lên trong thời gian ngắn là điều không thể nào. Hôm nay, đệ nhất Tĩnh Chiêu mặc một chiếc váy gấm xinh đẹp với họa tiết cực kỳ tỉnh xảo, mỗi cánh hoa đều cực kỳ sống động, vừa chân thật lại tinh tế. Dáng người của cô ta vốn đã đầy ma mị, kết hợp với chiếc váy đó thì càng thêm yểu điệu động lòng người. Ngoài dáng người ra thì khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia cũng thuộc dạng hiếm thấy, khiến cho người A vừa nhìn đã mê. Hôm nay, cô ta cũng không đeo khăn che mặt. Diệp Quân tự nhận sức chống cự của mình rất tốt, nhưng khi nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu thì cũng hơi ngây ngẩn. Song chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn hồn lại, đánh giá cô ta một lượt rồi cười nói, bộ y phục này của cô trông rất đẹp. Đệ nhất Tĩnh Chiêu liếc hắn một cái, cũng không có đáp. Diệp Quân dịu dàng hỏi, làm xong hết rồi hả? Cô ta gật đầu, giờ các gia tộc đại đế và tiên tông trong thập hoang đã đầu hàng hết. Tộc trưởng và tông chủ của họ đều đang chờ ngươi trong điện. Diệp Quân gật đầu, đi gặp họ thôi. Hai người nói xong bèn đi tới đại điện. Các tộc trưởng gia tộc đại đế và tông chủ tiên tông thấy Diệp Quân đến đều đứng dậy rồi cúi chào, kính cẩn nói, ra mắt quân đế. Diệp Quân khẽ gật đầu rồi đi đến vị trí cao nhất ngồi xuống, cười bảo, mọi người cũng ngồi đi. Mọi người ngồi xuống, nhưng đều ngồi nghiêm chỉnh, có chút lo sợ không yên. Diệp Quân liếc họ một cái, cười bảo, mọi người đừng căng thẳng quá, ta thống nhất thập hoang là vì xây dựng một trật tự hoàn toàn mới, chứ không phải vì giết chóc, cũng chẳng phải để cướp bóc. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thành lập một thư viện ở đây,
tên là Thư viện Quan Huyên. Sau khi nó được thành lập, ta sẽ là viện trưởng, Tĩnh Chiêu cô nương là phó viện trưởng, tông chủ Đạo Tông Đạo Chí, tộc trưởng Đế Lăng của đế tộc và tộc trưởng Mục Khoản của Mục tộc sẽ là trưởng lão nội viện. Đến lúc đó, Tĩnh Chiêu cô nương sẽ chọn một vài người ưu tú trong các tộc để cùng nhau giúp đỡ quản lý thư viện. Kế tiếp, có hai chuyện mà Thập Hoang phải làm, một là thành lập thư viện và mời chào những anh tài xuất sắc trên khắp Thập Hoang. Hai là thực hiện Quan Huyên Pháp khiến nó phổ cập toàn bộ Thập Hoang. Hắn nói đến đây bèn ngừng một lát mới nói tiếp, giờ thư viện vẫn chưa đủ người, và lại các tộc và các vực vẫn luôn tự trị. Thế nên, kế tiếp ta sẽ xem coi các tộc thực hiện Quan Huyên Pháp trong tộc và vực mình. Ai làm tốt, ta sẽ thưởng cho một luồng đế nguyên. Đế nguyên. Các gia tộc đại đế và tông môn chưa có đế nguyên nghe thấy câu đó lập tức phấn khích, giờ đã có chút gấp không chờ nổi muốn trở về thực hiện Quan Huyên Pháp. Chẳng những vậy, họ còn cảm giác được tương lai thư viện Quan Huyền sẽ là nơi mà mọi người chen lấn nằm mơ cũng muốn vào. Quyền lợi. Thành lập thư viện giống như đế quốc trong thế tục, sau này các tộc các tông của họ có tiếng nói ở thế giới này hay không và có quyền lên tiếng ở mức nào đều quyết định bởi địa vị của họ ở trong thư viện. Hơn nữa, nếu Diệp Quân vẫn còn phát triển tiếp, mai sau còn thống nhất cả cấm địa cổ hoang hay thậm chí là nhiều vũ trụ hơn. Vậy thì càng đáng sợ. Phải tranh giành chức vị trong thư viện. Trong lòng mọi người đều âm thầm quyết định điều đó. Diệp Quân bỗng đứng lên nhìn thoáng qua mọi người rồi nói, những lời ban nãy đều là lời hay, giờ ta muốn nói đến điều tệ nhất. Mọi người nghe vậy vội vàng, lo sợ nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhìn chằm chằm bọn họ, một cảm giác áp lực chợt bao phủ lấy mọi người, sử sách ngàn đời có ba điều không thể khoan thứ, quân vương hại nước, tướng lĩnh hại quân, thần tử hại dân. Các ngươi đã gia nhập thư viện của ta, vậy là thần tử của ta, các ngươi không thể lừa lọc ta, nhưng có thể hại dân. Người xưa có câu, có bốn loại người hại dân đó là quan, dịch, thân quyến của quan, cấp dưới của quan. Họ không phải quan, lại có quyền uy, cậy thế làm kiêu, bóc lột thẩm tệ, lặng lẽ hút má hư. Các vị, chắc hiểu ý của ta chứ hả? Tham nhũng. Sau vụ xảy ra giữa Long tộc và Đại Chu, hắn có hơi sợ hãi. Hiện giờ khi thư viện được xây lên, các đại gia tộc và các đại tông môn đều ồ ạt tham gia vậy nên người nắm giữ quyền lực được trong đó chứng minh địa vị họ to lớn đến mức nào. Mà không chỉ có bọn họ, còn các dòng chính họ hàng gần xa, thậm chí người đang hợp tác với tộc đều sẽ được quyền lợi rất o lớn. Mà nhóm người này cũng là loại dễ xu nịnh trên, dẫm đạp dưới, làm xăng làm bậy nhất, một khi số lượng tăng lên thì đúng là trở thành họa của dân chúng. Hắn là kẻ đã bị chuyện này hành xác hai lần, vậy nên bản thân chắc chắn không cho chuyện này xảy ra. Hắn sẽ phải nghiêm trị nhóm người này, một đứa đến thì giết một đứa, một nhóm đến thì giết một nhóm. Mọi người đứng giữa sân lập tức hiểu được ý trong những lời nói của Diệp Quân, ngay sau đó họ cam kết sẽ nghiêm túc quản lý người của mình. Diệp Quân tiếp tục nói với chất giọng rất nhẹ, ta đã cảnh cáo rồi đấy, kẻ nào dám vi phạm, ta sẽ không khoan nhượng. Đến lúc đó, đừng trách ta tàn ác. Đế Lăng là người đầu tiên bước ra, cung kính hành lễ. Xin viện trưởng cứ yên tâm, từ nay về sau những thành viên trong đế tộc của ta sẽ nghiêm túc thực hiện và không để chuyện này xuất hiện. Nếu có xảy ra thì không cần viện trưởng phải ra tay mà Đế Lăng ta đây là người đầu tiên diệt chín tộc của hắn. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Đế Lăng, thầm mắng, con mẹ nhà ngươi, lỡ đâu người thân ruột thịt gì đó của ngươi vi phạm. Người đòi giết chín tộc của chúng chẳng phải là giết chính cả bản thân. Nhưng mọi người không hề khinh thường khi thấy Đế Lăng ỏ thái độ nịnh bợ, mà ngược lại cũng có chút nể phục. Ngay từ ban đầu, số lượng người và sức mạnh của đế tộc là yếu nhất trong tất cả các tộc khác. Nhưng đế tộc bây giờ có thể nói là chỉ đứng sau đệ nhất tộc, còn là người Diệp Quân tin tưởng. Còn có được đế nguyên cho nên rất có thể trong tương lai đệ tộc sẽ xuất hiện một vị đại đế. Nhưng dù không xuất hiện đại đế thì với sự tin tưởng và phú quý mà Diệp Quân cho bọn họ bây giờ, đảm bảo đế tộc sẽ vượt qua đa số các gia tộc ải sân này trong tương lai rồi. Quyết đoán đấy. Sau khi Đế Lăng đã bày tỏ lòng mình, mọi người giữa sân cũng lập tức nhao nhao bày tỏ và cam đoan. Đương nhiên, họ đều ủng hộ Diệp Quân bởi vì nếu họ đi cướp bóc mồ hôi nước mắt của người dân thì đã không còn ý nghĩa, nhưng nếu được Diệp Quân để ý đến, tặng một đế nguyên thì... Má nó! Họ sẽ mừng tới mức sộc thẳng lên trời. Hơn thế nữa, họ cực kỳ khinh rẻ những kẻ tay sai hám lợi. Nhưng họ cũng hiểu rất rõ, họ coi thường, cấp dưới sẽ để ý,
coi như là đề phòng kỹ càng để tránh bên dưới xuất hiện những kẻ có mắt không tròng gây họa. Diệp Quân lại nói, các ngươi đi làm việc của mình đi. Mọi người cúi đầu thật sâu để chào, rồi lui xuống. Diệp Quân quay đầu nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đứng bên cạnh, cười nói, ta dẫn cô đến một nơi. Hắn nói xong lập tức dẫn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu vào tháp nhỏ. Khi họ bước vào tháp nhỏ rồi, vẻ mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức thay đổi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên, cô ta bước vào trong tháp nhỏ này. Diệp Quân nói, từ nay về sau, Tĩnh Chiêu cô nương có thể tự do ra vào tháp nhỏ này rồi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân, Diệp Quân nghiêm túc tiếp tục nói, bây giờ, cô không thể đạt đến đại đế được. Hiện tại căn cơ của cô vẫn còn hơi yếu ớt, vậy nên đợi khi sức mạnh tăng lên một ít, căn cơ rắn chắc hơn rồi ta sẽ giúp cô thành đế. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn chăm chú vào hắn hỏi lại, người thật sự có thể giúp ta thành đế sao? Diệp Quân cười nói, cô thấy ta từng nói đùa bao giờ chưa? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ, sau khi ta thành đại đế rồi? Nói đến đây, cô ta đành im lặng. Diệp Quân cười trừ rồi nói, ý cô là sau khi cô thành đế sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ta và không làm việc cho ta nữa phải không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn nhưng không thốt ra lời nào. Diệp Quân suy nghĩ rồi sau đó nói, ta không nghĩ đến việc kiểm soát Tĩnh Chiêu cô nương, ngược lại Diệp Quân ta đây cũng là người thô lỗ và chẳng có địa vị cao lớn gì. Vậy nên, dù a cho quyền lợi, đế nguyên hay gì đó thì đều có mục đích riêng. Ánh mắt biết nói của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu vẫn rất bình tĩnh, không có chút gợn sóng. Nhưng sắc mặt cô ta lại hơi tái hỏi, mục đích gì? Diệp Quân mỉm cười nói, cô đừng nghĩ nhiều, mục đích của ta không phải cái loại ý nghĩ không yên phận, mà là, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột ngột xoay người đi. Diệp Quân nhìn thấy thế hơi nghi ngờ hỏi, Tĩnh Chiêu cô nương định đi đâu vậy? Ngươi ở đây tu luyện đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trả lời, không muốn tu luyện. Diệp Quân vội vàng hỏi lại, không phải cô muốn thành đại đế sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không quay đầu nói, không thích. Lời vừa dứt, cô ta đã biến mất tăm. Mà đúng lúc này, Yểm Nhật đột ngột xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cung kính nói, ta đã tìm hiểu về tin tức của họ rồi thưa kiếm chủ. Diệp Quân vội hỏi, họ ở đâu? Yểm Nhật, họ ở hẻm núi cổ hoang, người tên Lăng Tiêu kia đúng là kẻ lợi hại. Không ngờ hắn dám lao thẳng qua vách tường vũ trụ và bước vào cổ hoang. Đại can. Diệp Quân hơi ngạc nhiên hỏi lại, hắn ta đã đến cổ hoang rồi, Yểm Nhật gật đầu, đúng thế, tuy cấp của người này chỉ mới đến thánh giả đỉnh, ấy vậy mà có sức mạnh hơn gấp mất lần với những người có cùng cấp độ với mình. Hơn thế nữa, nhìn tình hình thì có vẻ sắp đột phá lần nữa rồi. Diệp Quân bật cười. Sau khi đại ca bị hành lên bờ xuống ruộng, sức mạnh cũng ngày càng tăng mạnh hơn. Thêm vào đó, nếu đại ca đạt đến chuẩn đế, chắc chắn sức chiến sẽ rất khủng bố. Diệp Quân lại hỏi, mấy người nhị ca của ta đâu? Yểm Nhật nói, họ cũng đi theo đến cấm địa cổ hoang, ngoài ra, người bảo ta tìm chân thánh Sơ Thủy, chân thánh Hạo Nhiên, họ cũng đã đi tới cổ hoang. Sức mạnh của mấy người này rất đáng sợ đấy quân đế, tuy họ chỉ mới đứng ở hàng chân thánh nhưng không thua xíu nào khi đánh tay đôi với mấy kẻ đứng cấp chuẩn đế đâu. Thậm chí, ta thấy họ có sức mạnh ngang với những chiến tướng đồng đen. Diệp Quân bật cười nghĩ thầm, dù là nhóm người đại ca Lăng Tiêu hay chân thánh Sơ Thủy và chân thánh Hạo Nhiên thì đã sống một kiếp cả rồi, cho nên đã thoát thai hoàn cốt, ban đầu hắn đã không coi trọng việc thoát thai hoàn cốt này vì thực lực họ quá đáng sợ, trước đây hoàn toàn không thể sánh bằng hiện tại. Đương nhiên, chuyện này là chuyện vui với hắn. Đế Nguyên. Hắn cần phải lấy càng nhiều đế nguyên thêm nữa mới được. Dù kẻ vừa có tài năng bẩm sinh vừa là yêu nghiệt, nhưng không có đế nguyên cũng khó đột phá lên đại đế. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái ghế thành vương kia. Hắn thấy cũng đã đến lúc gặp ghế thánh vương để tâm sự rồi. Bên này, Yểm Nhật cảm giác áp lực trên lưng càng nặng nề hơn. Ban đầu, nó nghĩ rằng mình là kẻ không thể thiếu của Diệp Quân. Nhưng bây giờ nó thấy nhân tài và yêu nghiệt bên cạnh Diệp Quân lũ lượt kéo đến ngày càng đông. Cho nên nó phải cố gắng hơn nữa để chứng minh giá trị của mình. Bằng không, đến lúc nào đó nó tuột lại phía sau rồi dù Diệp Quân không chê, thì chính nó cũng không mặt mũi nào tiếp tục đi theo chủ nhân. Diệp Quân lại hỏi, thế còn tổ đạo thì sao? Yểm Nhật nói, bọn ta điều tra không ra tổ đạo, thưa quân đế. Diệp Quân như mày, các ngươi điều tra không ra. Yểm Nhật gật đầu, chúng ta chỉ biết hắn rời khỏi Bỉ Ngạn Văn Minh,
rồi biến mất không chút tin tức nào nữa. Diệp Quân hơi nghi ngờ, thầm nghĩ tên đó chạy đâu được chứ. Sau một lúc im lặng thật lâu, Diệp Quân dẹp suy nghĩ sang một, kệ thằng nhãi kia đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về một khoảng không, ánh sáng màu vàng trong không trung liên tục lóe lên lấp lánh, nó đang dồn dập bao vây và tấn công vào mấy chiến tướng đồng đen. Hiện tại cường giả đi theo hắn rất nhiều, nhưng dù là số lượng hay chất lượng thì mọi thứ vẫn không đủ, rất rất thiếu thốn. Đế nguyên. Hắn cần nhiều đế nguyên và đế tinh cực phẩm hơn nữa. Những thứ khác khỏi nói, nhưng hắn phải giúp nhóm đại ca và tam tỷ có thể đạt đến đại đế. Nếu như giàu sang rồi đừng quên nhô. Những ngày kế tiếp, Diệp Quân ở trong tháp nhỏ, hướng dẫn cho những kiếm tu kia tu luyện, riêng nhóm người đại ca không cần hắn hướng dẫn. Nhưng những kiếm tu này không thể bỏ mặc được, mấy kiếm tu này chỉ cần bồi dưỡng tốt một xíu nhờ đó mà tương lai sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén cho hắn dùng. 200 người kiếm tu đạt cấp chuẩn đế. 200 người kiếm tu đạt cấp đại đế. Chủ nhân đại đạo bút gì đó. Phản chiêu đế gì kia. Nằm bò xuống đất hết đi. Sau khi thập hoang thống nhất, thư viện Quan Huyên cũng được xây nên. Thư viện Quan Huyên đóng đô tại một bình nguyên của đệ nhất thành, có đệ nhất tĩnh chiêu giám sát nên chưa đầy 10 ngày thư viện này đã được xây xong. Kiến trúc nơi này cực kỳ rộng rãi. Nếu nói là một khu thư viện không đủ thì phải xưng đúng hơn nó là một tòa thành vô cùng hùng vĩ. Mà các đại đế tộc và các đại tiên tông thấy thư viện Quan Huyên xây dựng xong thì lập tức nháo nhào, sôi nổi đề cử các đệ tử nội tộc và tông của bản thân vào trong thư viện Quan Huyên. Đệ nhất tĩnh chiêu cũng rất bận rộn, cô ta vừa mời chào các đại đế tộc và đại tiên tông, đồng thời cũng bắt đầu truyền tin tuyển học viên ra ngoài. Đương nhiên những người được tuyển này không thể nào so sánh với những đệ tử của các đại đế tộc và đại tiên tông được, có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Trong một căn phòng của điện, đệ nhất tĩnh chiêu bận tối mắt tối mũi phê duyệt từng sổ con chất thành núi trước mặt. Ngược lại, Diệp Quân hoàn toàn mặc kệ mọi việc nên cô ta phải chịu cực thôi. Từ lúc vừa bắt đầu tới, cô ta đã không chợp mắt lấy một lần, ngày đêm chạy đôn chạy đáo. Bởi vì bây giờ thập hoang vừa mới thống nhất. Thư viện vừa xây dựng cho nên có rất nhiều chuyện cần giải quyết cho hết. Lúc này, Mục Sóc đột ngột đến bên cạnh đệ nhất tĩnh chiêu, do dự một lúc nói, phó viện trưởng, thật sự muốn tuyển học viên ở khắp thập hoang sao? Đệ nhất tĩnh chiêu gật đầu, Mục Sóc đè giọng nói, những tán tu và tiểu gia tộc có chênh lệch cực lớn với các đệ tử đại đế tộc và đại tiên tông đấy, có thể nói là không thể so bì được. Nếu chúng ta nhận họ trở thành học viên hết thì sẽ vô cùng bất công với họ. Với lại, trong thư viện sẽ xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Đệ nhất tĩnh chiêu buông quyển sổ con đang cầm xuống, gật nhẹ đầu, ta đã dự đoán trước mấy chuyện này, nhưng chúng ta không thể làm gì khác hơn. Mục Sóc khó hiểu hỏi, vì sao? Đệ nhất tĩnh chiêu nói, mục tiêu của tiểu quân không phải kéo giãn sự chênh lệch mạnh yếu trong thế giới này mà là muốn phá vỡ và thu nhỏ sự chênh lệch này. Nếu chúng ta tuyển học viên không công khai, chỉ cho các đệ tử đại đế tộc, đại tiên tông vào thì họ sẽ càng ngày càng mạnh và những người không nhập học sẽ ngày càng yếu đi, thậm chí là vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Mục Sóc nói, nhưng nếu để họ học chung. Đệ nhất tĩnh chiêu nói chuyện này rất đơn giản, trong thư viện có thiết lập lớp cấp cao và lớp cấp thấp. Lớp cấp cao mở ra cho mấy đệ tử đại đế tộc, đại tiên tông, còn cấp thấp là những con cháu bần hàn và những người còn lại. Mục Sóc lắc đầu, sợ là làm vậy thì họ sẽ lập thành một nhóm đối lập. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, chuyện này đơn giản, ví dụ chúng A sẽ giao nhiệm vụ cho các học viên lớp cấp cao như trừ việc u hành cho bản thân thì phải tiếp nhận việc dạy dỗ cho các học viên khác cấp ở lớp cấp thấp. Nếu học viên lớp cấp thấp có thể đạt thứ hạng cao trong kỳ kiểm tra thì không chỉ bản thân học viên đó nhận được phần thưởng hậu hĩnh, mà ngay cả học viên lớp cao cấp đã hướng dẫn người này cũng sẽ nhận được kha khá điểm học phần này lại để làm gì? Ví dụ người nào muốn đổi thần vật quý hiếm? Hoặc là muốn làm người lãnh đạo học viên của thư viện phải có được học phần này, MSC thủ tịch học viện có cơ hội nhận được sự hướng dẫn của đại đế cho riêng mình. Mục Sóc vừa nghe đến thế đã sáng mắt, người già dẫn đầu, người trẻ theo sau sao. Đệ nhất tĩnh chiêu gật đầu, chuyện này không những giải quyết gọn gẽ mâu thuẫn giai cấp, còn giải quyết vấn đề thiếu đạo sư hiện tại của chúng ta. Mà việc cũ giúp đỡ mới thế này không chừng còn xây dựng mối quan hệ bạn bè giữa hai bên. Nói đơn giản hơn là chúng ta sẽ để họ hình thành mối quan hệ cộng sinh lợi ích cho tập thể. Từ đó, họ mới có thể đủ điều kiện để hòa mình. Sau khi nghe đệ nhất tĩnh chiêu nói xong, mắt Mục khoản lóe lên vẻ phức tạp, thầm khuất phục.
Thật ra, ban đầu cô ta vẫn không phục đệ nhất Tĩnh Chiêu, cho rằng đệ nhất Tĩnh Chiêu chỉ đang dùng nhan sắc mê hoặc người khác, nhưng hiện tại, cô ta mới nhận ra bản thân mình vẫn chưa bằng đối phương. Thành lập thư viện, vấn đề lớn nhất chính là học viên. Thực lực của các gia tộc đại đế và các đệ tử đại tông môn chắc chắn không phải là thứ mà các tán tu và đệ tử nghèo hèn bên ngoài có thể so sánh được, làm thế nào để họ có thể sống chung hòa bình đây? Đó chính là vấn đề lớn nhất. Thế nhưng đệ nhất Tĩnh Chiêu đang ở trước mặt này chỉ cần đôi ba câu là đã giải quyết được vấn đề đó. Mạnh hỗ trợ yếu, giàu hỗ trợ nghèo. Phương pháp này không chỉ giải quyết được vấn đề thực lực, mà còn có thể giải quyết được các xung đột tiềm ẩn trong tương lai, cho những người ở tầng lớp thấp nhất một vài cơ hội. Người ở tầng lớp thấp nhất, cô ta đã thuộc nằm lòng Quan Huyên Pháp, tất nhiên cũng biết được ý đồ thực sự của quân đế. Quan Huyên Pháp này không chỉ là một phương pháp tu luyện mà còn là một trật tự, là một kiểu ràng buộc với các cường giả, có thể nói Quan Huyên Pháp này cực kỳ không thân thiện với quyền lợi hiện tại của bọn họ. Nhưng cô ta biết rất rõ, hiện tại việc phổ biến Quan Huyên Pháp và thành lập một trật tự hoàn toàn mới là xu hướng tất yếu, hoàn toàn không thể thay đổi được. Mà vấn đề mấu chốt chính là người ở tầng lớp thấp nhất. Làm thế nào để trao nhiều cơ hội hơn cho người ở tầng lớp thấp nhất đây? Thư viện Quan Huyên cũng chỉ là một cách, nhưng còn lâu mới đủ. Mục cô nương, lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột ngột lên tiếng. Mục Khoản không nghĩ nữa quay sang nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm cô ta, có phải cô đang suy nghĩ đến chuyện tương lai của trật tự này không? Mục Khoản khẽ gật đầu, có lẽ phó viện trưởng cũng biết, đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, nếu dễ thì cần gì chúng ta chứ? Mục Khoản ngạc nhiên. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, trật tự này đúng là không hề thân thiện với các thế gia và tông môn chúng ta, nhưng nếu chúng a nghĩ từ góc độ khác, nếu chúng ta đi theo hắn, liệu chúng ta có thể đi xa hơn được không? Mục Khoản cung kính nói, mời phó viện trưởng chỉ bảo. Đệ nhất Tĩnh Chiêu dừng bút lại, sau đó nói, nếu ta là hắn, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc đại đế và các tông môn, sau đó lấy hết công pháp tu luyện và tiền tài vật chất của các tộc gia rồi mở thư viện. Mục Khoản sợ hãi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, bằng cách này, thứ nhất sẽ giải quyết được các nỗi lo về sau, ít nhất là rất lâu sau đó cô cũng không cần phải lo lắng bị các tông môn và thế giới làm hại. Mục Khoản khàn giọng nói, phó viện trưởng, chuyện này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, cô muốn nói là chúng ta có thể giúp hắn sao? Mục Khoản gật đầu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, cô sai rồi, rất nhiều đế tộc và tông môn cũng đều sai rồi. Mọi người đều đánh giá quá cao bản thân. Đối với bản thân hắn, chút thực lực này của chúng ta chẳng khác gì lũ nhãi nhép, giống như hiện tại vậy, nếu hắn đi vào di tích Toại Minh, ta hỏi cô, các gia tộc đại đế và tiên tông chúng ta có thể giúp gì được hắn đây? Chúng ta đến đó, e rằng cũng chẳng có tư cách làm một con tốt thí. Vẻ mặt Mục Khoản trắng bệch, bởi vì đó là sự thật. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói tiếp, Mục Khoản cô nương, cô phải biết rằng, chúng ta nên thấy vui khi hắn muốn thành lập trật tự này, bởi vì nếu hắn không muốn thành lập trật tự này, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội dốc sức cho hắn, vĩnh viễn không có cơ hội được tiến xa hơn cùng hắn. Cũng như di tích Toại Minh vậy, nếu không có hắn, chúng ta sẽ không bao giờ có được cơ hội tiếp xúc với nền văn minh này, chứ đừng nói tới việc lấy được đế nguyên. Nói đến đây, cô ta khẽ thở dài, cô có biết trong bí cảnh đó có bao nhiêu xương trắng không? Chất đống cao đến mấy trượng. Đó là những thiên tài và yêu nghiệt của thập hoang chúng ta, tuy nhiên, cho dù họ có quỳ xuống cầu xin thì cuối cùng vẫn chôn xác nơi đó, cho dù đó là các đại đế của thập hoang chúng ta, họ cũng phải quỳ vào đó. Mục Khoản hơi khó tin, chuyện này, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói nhỏ, khó tin lắm đúng không? Mục Khoản gật đầu, đúng. Trong thế giới của cô ta, đại đế tồn tại như một vị thần, quỳ xuống trước người ta sao? Sao có thể chứ? Mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu lóe lên một tia phức tạp, lúc ban đầu, ta cũng không thể tiếp nhận được, nhưng sự thật là thế, song tiểu quân đã đi vào đó. Mục Khoản nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu, ánh mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu lóe lên sự phức tạp, không chỉ đi vào đó không, ghế thánh vương ở trong đó còn phải khúm na khúm núm với hắn, ghế thánh vương đó còn vì sợ hãi mà chủ động giao ra đế nguyên. Nếu không phải hắn thì thêm 100 triệu năm nữa thập hoang chúng ta cũng không thể nào biết được bí mật của di tích Toại Minh. Chứ đừng nói tới việc lấy được đế nguyên. Mục Khoản hơi dao động. Bởi vì đúng là cô ta không biết được chuyện ở bên trong di tích Toại Minh,
chỉ biết Diệp Quân là đại đế nên khi đi vào trong đó đã quét sạch mọi thứ, nhưng lại không ngờ rằng sự thật lại như thế này. Đệ nhất tính chiêu đi đến trước mặt Mục Khoản, đấy không chỉ là cơ hội của các gia tộc đại đế và các tông môn chúng ta, đó cũng là cơ hội cho toàn bộ thập hoang, vì khi đi theo hắn, rất có thể toàn bộ nền văn minh của thập hoang chúng ta đều sẽ được thăng cấp. Bởi vậy, hiện tại chúng ta không được phép chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân hay lợi ích của gia tộc, chúng ta phải nhìn xa hơn một chút, càng ích kỷ, tâm nhìn càng ngắn, thì càng rời xa hắn. Mục Khoản cúi đầu thật thấp, đã tiếp thu ạ. Vào giây phút này, cô ta mới thật sự tâm phục khẩu phục, bởi vì trước đó, tất cả những gì cô ta muốn đó là làm sao để giành được nhiều lợi ích hơn cho nhà họ Mục trong thư viện. Nhưng hiện tại những câu nói của đệ nhất tĩnh chiêu đã giúp cô ta hiểu rõ, nếu như cô ta chỉ suy nghĩ đến bản thân mình và nhà họ Mục, đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Tại sao đế tộc có thể nhận được lợi ích lớn đến vậy chứ? Tâm nhìn quá rộng, đang yên đang lành, thiêu hồn cả một tộc. Đừng nói đến lợi ích, đến cả tính mạng của cả tộc cũng có thể bị vứt bỏ bất kỳ lúc nào, bọn họ không phát triển, ai phát triển đây? Họ đã từng bị đuổi ra ngoài, nhưng hiện tại, đã trở lại như một vương giả. Đệ nhất tính chiêu nói tiếp, hiện tại hắn đang tạm dừng ở nơi đây, đó chính là cơ hội của chúng ta, nếu như có một ngày hắn rời đi, đến lúc đó, e rằng tới tư cách đuổi theo hắn chúng ta cũng không có. Vừa nói, cô ta vừa nhìn về phía Mục Khoản, dáng làm cho tốt công việc của mình đi. Hắn là một người tốt bụng, người ta đối xử tốt với hắn cũng sẽ đối xử tốt với người đó, sẽ không xảy ra chuyện qua cầu rút ván đâu. Mục Khoản gật đầu, ta hiểu rồi. Sau khi Mục Khoản lui xuống, đệ nhất tính chiêu nhìn tấu chương đang xếp cao như núi ở trước mặt, khẽ thở dài, công viện phó viện trưởng này của cô ta không hề dễ làm, bởi vì cô A không chỉ phải giải quyết chuyện của thư viện quan huyên, mà cô ta còn phải xử lý mối quan hệ giữa các tộc và các tông môn nữa. Mặc dù mọi người đều đã khuất phục, nhưng vốn dĩ giữa các gia tộc và tông môn không hòa hợp, bây giờ phải phối hợp với nhau, nếu xử lý không tốt, đấu tranh nội bộ sẽ bắt đầu ngay lập tức, hậu quả khôn lường. Đoạt thiên hạ và chỉ thiên hạ hoàn toàn khác nhau. Mà Diệp Quân hoàn thành trở thành một ông chủ vung tay, căn bản không quan tâm đến chuyện của thư viện. Cô ta cũng không thích giải quyết những chuyện vụn vặt này, ngày nào cũng buồn phiền đủ thứ, nhưng khi nghĩ đến lời Diệp Quân đã nói với cô ta người của mình, người chi kỷ, sự phiền não của cô ta cũng tan thành mây khói, cũng không thể phụ lòng hắn chứ. Cô ta thu hồi suy nghĩ, cầm bút bên, tiếp tục bắt đầu làm việc. Bên trong tiểu tháp, bên ngoài 10 ngày trôi qua, trong tháp đã trăm năm trôi qua. Trong 100 năm qua, có 32 kiếm tu cấp bậc chân thánh đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế, hơn nữa tất cả 32 kiếm tu cấp bậc chân thánh đều tăng cấp thông qua chiến đấu. Bây giờ, 32 kiếm tu cấp bậc chuẩn đế này đã có thể áp chế được một chiến tướng đồng đen. Thật ra nếu để bọn họ ở bên ngoài, mỗi người cơ bản đều vô địch trong số những người cùng cảnh giới, nhưng bọn họ vẫn không phải là đối thủ của chiến tướng đồng đen. Nhưng đối với Diệp Quân mà nói, như vậy cũng được lắm rồi. Nhưng số đế tinh cực phẩm tiêu hao cũng vô cùng lớn, tổng cộng hắn có hơn 6 vạn đế tinh cực phẩm, mà lúc này, chỉ còn lại không tới 2 vạn. Nhưng vẫn đáng giá. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đọc sách để giác ngộ, những năm qua, hắn đã đọc hết tất cả sách sử trong vũ trụ thập hoang, mà hắn cũng thích cuộc sống thoải mái bình thản như thế này. Hắn chưa bao giờ cảm thấy yên ổn đến thế. Trước đây, hắn không phải là đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau, thực sự là quá khủng bố. Hôm nay, sau khi đọc sách xong, Diệp Quân bận rộn trong nhà bếp một lát, sau đó mới đi đến điện đệ nhất, lúc này, đệ nhất tính chiêu đang xử lý công vụ, nhìn thấy hắn đi vào, cô ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi tiếp tục làm việc. Diệp Quân nhìn núi sổ gấp chất đống đó, nhất thời cảm thấy hơi áy náy, hắn đi đến trước mặt đệ nhất tính chiêu, ấm áp nói, tính chiêu cô nương, cô vất vả rồi. Đệ nhất tính chiêu bình tĩnh nói, những kiếm tu đó thế nào rồi? Diệp Quân cười nói, vẫn tốt, có 32 người đạt tới chuẩn đế rồi. 32 người chuẩn đế. Đệ nhất tính chiêu hơi kinh ngạc, 32 kiếm tu cấp bậc chuẩn đế, khá đáng sợ, nhưng chẳng mấy chốc, cô ta đã hiểu ra, tu luyện trong tiểu tháp, cộng với đế tinh cực phẩm, hơn nữa, còn có sự chỉ điểm của tên trước mặt này, sao những kiếm tu đó không thể tăng cấp nhanh chóng được. Diệp Quân bỗng nhiên gạt đống sổ gấp trên bàn sang một bên, sau đó hắn lấy ra 6 đĩa thức ăn như có phép thuật. Đệ nhất tính chiêu hơi ngạc nhiên.
Diệp Quân cười nói, những thứ này đều là do ta làm đấy. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói, đây là món sườn chua ngọt cô thích ăn nhất, vẫn còn nóng, nhanh nếm thử đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn đĩa sườn chua ngọt trước mặt, nhất thời cảm thấy như bị sét đánh, ngồi ở đó với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, trong điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bởi vì trong điện ngoài đệ nhất Tĩnh Chiêu ra vẫn còn có Mục Khoản và 20 người thuộc các gia tộc tông môn khác nhau đến để giúp đỡ xử lý công vụ. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu. Nấu nướng, đại đế còn đích thân xuống bếp. Nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu sững sờ, Diệp Quân mỉm cười, cô đừng cảm động, ta làm như vậy, chỉ là muốn cô cố gắng vì A mà thôi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn hắn, nếu ngươi nói linh tinh, ngươi là người thế nào, ta còn không biết sao. Vừa nói, cô ta nhẹ nhàng cầm đũa gắp một miếng sườn chua ngọt cho vào miệng, cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, mặt cô ta nhất thời đỏ bừng lên, bên tai nóng ran, trong lòng vui vẻ. Diệp Quân cười nói, mùi vị như thế nào? Đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng gật đầu, nhỏ giọng nói, ừ. Diệp Quân mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt cô ta, cô thử món này đi, là sườn hấp bột, ta cũng là lần đầu tiên học làm, không biết có ngon hay không. Học làm. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi không chân thật. Vị đại đế oai nghiêm này lại còn học nấu ăn cho tộc trưởng Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được, ngay cả bản thân cô ta cũng không biết cảm xúc đó là gì, cũng không thể giải thích được. Diệp Quân cũng ngồi xuống, quay đầu liếc nhìn mọi người trong sân, các ngươi ăn không? Mọi người nhanh chóng lắc đầu, chết tiệt, ai ám ăn vào lúc này chứ, sợ là sáng hôm sau sẽ bị tộc trưởng nhà chúng ta diệt khẩu mất. Thấy mọi người lắc đầu, Diệp Quân thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu ở trước mặt, cười nói, nhanh ăn đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, ừ. Cứ như vậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Quân giống như một tên lắm lời. Không ngừng trò chuyện, trong khi đệ nhất Tĩnh Chiêu yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn một cái. Hai người giống như một đôi vợ chồng trẻ trong một gia đình bình thường, vừa ăn cơm vừa nói chuyện gia đình, rất ấm áp. Mà những người ở xung quanh lại hơi đau khổ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Chẳng bao lâu, Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu đã ăn xong, Diệp Quân thu dọn hết bát đũa lại, nhìn về phía đệ nhất. Tĩnh Chiêu. Cười nói, chúng ta đi ra ngoài chút nhé. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về đóng sổ bên cạnh, nói, bận rồi. Diệp Quân nói, cho cô nghỉ ngơi một ngày. Nói rồi, không đợi đệ nhất Tĩnh Chiêu lên tiếng, hắn nắm lấy tay cô ta bước ra ngoài. Bị Diệp Quân nắm tay kéo đi trước mặt mọi người, gò má đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ửng hồng, trong lòng dạo dực cô A vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Diệp Quân, muốn cố gắng tránh thoát khỏi tay của Diệp Quân. Cũng không biết là Diệp Quân nắm chặt hay cô ta dùng quá ít lực, cuối cùng cô ta cũng không thoát khỏi được tay của Diệp Quân, cứ như vậy bị hắn kéo ra khỏi đại điện. Thấy Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu đi ra ngoài, Mục Khoản lắc đầu mỉm cười, trong lòng có cảm xúc phức tạp, cô ta lại lắc đầu thêm lần nữa, không muốn nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc. Những người còn lại cũng vội vàng cúi đầu làm việc, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn rất kinh ngạc, không ngờ quân đế này còn biết nấu cơm. Một người trong đó đột nhiên cười nói, ta cảm thấy tài nấu nướng của quân đế rất tốt, ta thật sự muốn nếm thử quá. Thức ăn do đại đế làm, chậc chậc, nếu như đồn ra ngoài, vậy thì ta sẽ trở nên nổi tiếng rồi, ha ha ha. Một người khác tiếp lời nói, thức ăn do đại đế làm, mà ngươi cũng muốn ăn sao? Vậy thì ngươi có gánh nổi nhân quả không? Mọi người, sau khi đi ra đến bên ngoài, Diệp Quân buông tay của đệ nhất Tĩnh Chiêu ra. Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu nhất thời có chút thất vọng, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh. Diệp Quân hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió lạnh từ xung quanh thổi tới, hắn khẽ cười nói, Tĩnh Chiêu cô nương, chúng ta đi dạo nhé. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, được. Sau khi hai người ra khỏi đại điện thì đi thẳng ra bên ngoài. Trên đường đi, Diệp Quân không ngừng quan sát thư viện Quan Huyên mới được xây dựng. Phải nói rằng, thư viện này được xây dựng rất tốt. Có mấy chục nghìn cung điện đan xen nhau, khoảng cách rộng rãi, không hề lộn xộn. Vật liệu được sử dụng cũng rất xa hoa, thoạt nhìn thực sự vô cùng nguy nga tráng lệ và hùng vĩ. Mặc dù có xa hoa phung phí một chút,
nhưng thư viện vừa mở cửa, đây chính là thể diện nên điều đó cũng rất cần thiết. Vì vậy hắn ủng hộ. Trên đường đi, rất nhiều học viên khi nhìn thấy Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đều lần lượt hành lễ. Nhưng tất cả đều hành lễ với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu và dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, thư viện vừa mới được xây dựng, đây đều là những học viên mới được chiêu mộ, vì vậy bọn họ vẫn chưa được gặp ngươi. Dứt lời, cô ta chỉ tay về quảng trường ở phía xa xa, tượng của ngươi vẫn đang được xây. Diệp Quân nhìn theo ngón tay của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, thì thấy ở phía xa xa, chỗ chính giữa trung tâm của quảng trường, bức tượng đã gần như được hoàn thành, rất uy nghiêm và hoành tráng, chỉ còn thiếu một cái đầu. Hắn thu lại tâm mắt, mỉm cười rồi hỏi, chúng ta dự định tuyển bao nhiêu học viên trong đợt đầu tiên? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đáp, trước mắt dự tính là 20.000 người, trong đó có khoảng 10.000 người đến từ các gia tộc đại đế và đại tông môn. Ta đã sắp xếp những người này vào lớp cao cấp. Dứt lời, cô ta nói ra một vài kế hoạch của mình với thư viện. Sau khi nghe xong, Diệp Quân quay đầu nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, trái tim của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không biết tại sao lại đột nhiên đập mạnh. Cô A vội vàng bình tĩnh lại, trấn tĩnh hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Quân cười ha ha, ta thực sự đã nhặt được bảo bối rồi. Nghe vậy, khuôn mặt của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức đỏ bừng, trái tim vốn đã bình tĩnh, lại bỗng nhiên đập mạnh. Nhìn thấy nhiều người qua lại xung quanh, cô ta vội vàng trấn tĩnh lại, khống chế cảm xúc của mình, chỉ là trái tim thực sự không có cách nào bình tĩnh lại được. Hai người chậm rãi đi về phía trước. Diệp Quân bỗng nhiên cười nói, Tĩnh Chiêu cô nương, cô có tin rằng sau này ta có thể thống nhất được toàn bộ vũ trụ hay không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười rồi nói tiếp, có phải là cảm thấy ta rất tự cao không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sâu thẳm, nụ cười của hắn dần dần biến mất, hắn nhẹ giọng nói, sớm muộn có một ngày, cứ hễ là vũ trụ mà Diệp Quân ta đặt chân tới, đầu sẽ theo trật tự của ta. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tự tin của hắn. Cũng không biết tại sao, trong lòng lại đột nhiên run lên, khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai. Diệp Quân đột nhiên nói, các gia tộc đại đế và các đại tông môn có phối hợp không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu vội bình tĩnh lại, sau đó điềm tĩnh đáp, bọn chúng dám không phối hợp sao? Diệp Quân gật đầu, vậy thì tốt. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hỏi, dự định tiếp theo của ngươi là cổ hoang sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, nhưng phải đợi mọi thứ ở đây đều phải đi vào đúng hướng mới được. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi nói, có sự cám dỗ của đế nguyên, các gia tộc đại đế và các đại tông môn bây giờ đều ra sức cố gắng, quan huyên pháp cũng được phổ biến rất nhanh. Hơn nữa bản thân bộ quan huyên pháp này đã là một quyển tâm pháp có cấp bậc cực kỳ cao rồi, vì vậy không cần các đại gia tộc và đại tông môn phải quảng bá thì đã có rất nhiều người chủ động học tập. Hơn nữa, bây giờ ngày càng có nhiều người muốn đến thư viện quan huyên. Diệp Quân nhẹ giọng nói, bây giờ mọi việc ở thư viện và thập hoang đều ở trên người cô cũng đừng quá sức. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc nhìn hắn, ngươi cho ta đế nguyên, ta làm việc cho ngươi là điều đương nhiên. Diệp Quân cau mày lại, chỉ như vậy thôi sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh đáp, nếu không thì sao? Dứt lời, khóe mắt cô ta liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân không nói gì, sắc mặt tối sầm đi về phía trước. Khóe miệng Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ cong lên. Một lúc sau, Diệp Quân bỗng nhiên đổi chủ đề, thiếu niên cờ bạc ấy bây giờ sao rồi? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hỏi, đi thử xem sao? Diệp Quân gật đầu, được. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bỗng nhiên chủ động nắm lấy tay Diệp Quân, sau đó dẫn theo hắn biến mất. Khoáng ngục. Đây là một nhà giam do tộc Đệ Nhất xây dựng lên. Đa số người đến đây đều là những đệ tử, người của tộc Đệ Nhất phạm phải lỗi lầm lớn, cũng có một số người vi phạm luật lệ ở trong thành Đệ Nhất. Dù sao, cơ bản những người đến đây đều không phải là loại người tốt lành gì. Lúc này đang là mùa hè oi bức, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt mặt đất, không có một chút gió. Cả khu mỏ giống như một cái lồng hấp khổng lồ. Bên trong khu mỏ có gần chục nghìn người đang ra sức làm việc. Bởi vì là trừng phạt, cho nên tu vi của những người tới đây đều sẽ bị phong ấn lại, không khác biệt gì so với người bình thường. Diệp Quân âm thầm đảo mắt nhìn qua, cuối cùng hắn đã nhìn thấy Cố Trần. Chưa đầy nửa tháng, Cố Trần đã gầy đi rất nhiều, gã cởi trần nửa người trên, cả người đen sạm, trên lưng còn có một vài vết sẹo dài. Giống như là bị roi quất vào, lúc này gã đang ra sức cầm cuốc sắt đào mạnh,
hai tay gã cũng đã phồng rộp máu. Có lẽ là do quá mệt, tốc độ của gã đã chậm lại hơn một chút. Phập! Chính vào lúc này, một cây roi quất mạnh lên lưng gã, đau đến mức khiến gã phải nghiến răng nghiến lợi. Sau lưng gã, một tên thị vệ tức giận quát mắng, còn muốn lười biếng sao? Cố Trần thực sự không chịu nổi nữa, gã cầu xin nói, đại ca, nếu cứ làm như vậy, thì đừng nói là ta, đến ngay cả con lừa cũng không làm nổi. Tên thị vệ đó tức giận quát, vậy tại sao ngươi lại mượn tiền mà không trả? Ngươi không mượn tiền không trả tiền thì sẽ không bị đưa tới đây rồi. Trong lòng Cố Trần khổ sở. Cách đây không lâu, bởi vì gã mượn tiền không trả nên bị người ta kiện tới tộc đệ nhất, thế là gã bị cưỡng ép đưa đến đây. Sau khi tới đây, gã phát hiện nơi này chính là địa ngục. Công việc nhiều vô kể. Làm một tháng có thể được trả công 10 viên tiên tinh. 10 viên tiên tinh, ngay cả trứng cũng không mua nổi. Ban đầu gã đã chỉ tay lên trời mà thề, bày tỏ bằng lòng đi ra ngoài làm việc trả nợ, nhưng đổi lại chính là một trận đòn roi. Vừa lúc mới bắt đầu, gã vẫn còn hơi cứng đầu, nhưng sau. Khi trải qua từng trận đòn như tử, gã không còn dám cứng đầu thêm nữa. Người ở đây, căn bản không coi gã là người. Phập! Chính vào lúc gã đang suy nghĩ thì đằng sau lưng gã lại truyền tới một cơn đau dữ dội, sau đó, tên thị vệ lại tiếp tục quát mắng, con mẹ nó, nhanh chóng làm việc đi. Cố Trần không dám trái lời, gã cố chịu đựng cơn đau ở tay và sau lưng, tiếp tục giơ cuốc lên đào mạnh xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trời cũng đã tối, đột nhiên gã vội vàng bỏ cuốc xuống, chạy về căn lều ở phía xa xa. Không chỉ có gã, mà chục nghìn người ở xung quanh cũng giống như phát điên mà chạy về phía căn lều. Đây là thời gian ăn cơm, mà ở đây, phải cướp mới có cơm ăn. Không cướp được sẽ bị đói cả ngày. Một lát sau, Cố Trần chen ra khỏi đám người, trong tay gã có nửa cái bánh bao, gã cười giống như một đứa trẻ. Ở đây, thứ này là chính là một món đồ tốt. Cố Trần cắn một miếng, sau đó vội vàng giấu phần còn lại vào trong quần. Gã chậm rãi nhai miếng bánh bao nhỏ ở trong miệng, không nỡ nuốt xuống. Lúc này bỗng nhiên có một thiếu niên đi tới bên cạnh gã, y nhìn qua vết thương trên người Cố Trần, có phần lo lắng hỏi Tiểu Trần, không sao chứ? Cố Trần lắc đầu, không sao. Thiếu niên lại nói, không được, vết thương của ngươi sắp rách ra rồi, nếu không xử lý thì sẽ bị mưng mủ đấy. Dứt lời, y chạy sang một bên, chỉ trong chốc lại, y lại chạy về. Trong tay y có một số thảo dược không biết tên, y bỏ vào trong miệng nhai sau đó nói, ngươi cố chịu một chút. Y lấy thảo dược ở trong miệng ra, sau đó nhẹ nhàng bôi lên lưng Cố Trần nhất thời đau đến mức thở dốc. Thiếu niên nói, cố chịu một chút. Dứt lời, y nhanh chóng bôi thảo dược lên vết thương trên lưng Cố Trần. Sau khi bôi xong, y vỗ tay, cười tươi nói, xong rồi. Cố Trần nhìn thiếu niên, cảm kích nói, Vân Trần. Cảm ơn ngươi. Vân Trấn và gã cùng bị đưa vào đây, nghe nói y đắc tội với người ta, bị người ta đưa vào đây. Có lẽ là do tuổi tác xấp xỉ nhau nên hai người rất hợp nhau. Thiếu niên tên Vân Trấn đỡ lấy gã, cười nói, chuyện nhỏ, đi thôi, đi nghỉ ngơi ngày mai còn phải làm việc nữa. Chỗ ở của hai người là một căn lầu rách nát đơn sơ, ngay cạnh khu mỏ. Vân Trấn đỡ Cố Trần nằm xuống rồi nói, nghỉ ngơi sớm một chút. Dứt lời, y nằm ở bên cạnh, ngả đầu xuống đã ngủ thiếp đi. Ở đây, mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ, vì vậy thời gian nghỉ ngơi vô cùng quý giá, không thể lãng phí dù chỉ một chút. Cố Trần nhìn lên bầu trời sâu thẳm, cũng không biết đang nghĩ gì, nước mắt gã đột nhiên trào ra, cha vẫn chưa chết phải không? Dứt lời, nước mắt gã chợt trào ra như suối. Gã không dám quấy rầy Vân Trấn ở bên cạnh. Chỉ đành cắn vào cánh tay của mình rồi co người lại, không để cho bản thân phát ra tiếng khóc. Gã của quá khứ, mặc dù không phải người tài năng gì, nhưng thực ra vẫn có thể sống qua ngày, cộng thêm gã vào được học viện đệ nhất, nên có thể nói là tiền đồ rộng mở. Nhưng sau này gã lại muốn phát tài lớn, thay đổi vận mệnh, từ đó bước đi sai đường. Đánh bạc. Gã hối hận xanh ruột rồi. Từ sau khi gã bắt đầu đánh bạc, người bạn đã từng thân thiết như anh em ruột của gã bây giờ lại coi gã như hổ sói, chỉ sợ tránh đi không kịp. Bạn gái đã từng yêu đương thấu hiểu đã vô cùng thất vọng về gã, cuối cùng lựa chọn rời đi. Cha mẹ trong lúc tuyệt vọng đã lựa chọn cái chết. Chúng bạn xa lánh. Nhà tan cửa nát. Cố Trần nhìn lên trời,
vẻ mặt mờ mịt. Cho dù bây giờ ra ngoài, thì còn ý nghĩa gì chứ? Không trở về được trước kia nữa rồi. Mọi thứ đều đã hóa thành cát bụi. Bỗng nhiên Cố Trần lấy bánh bao ở trong lòng ra, gã nhẹ nhàng lau đi, sau đó lặng lẽ đút vào trong túi áo của Vân Trấn đã ngủ say ở bên cạnh. Tiếp theo, gã mò lấy một hòn đá sắc nhọn ở bên cạnh, sau đó cứ rách cổ tay trái của mình. Máu tươi tràn ra ngoài. Cố Trần nhìn lên bầu trời rộng lớn. Đây có lẽ là bến đỗ tốt nhất trong cuộc đời hỏng bét này của gã. Lúc Cố Trần tỉnh lại, gã đã ở trong một căn phòng nhỏ. Cố Trần nhìn bốn phía, có chút mờ mịt. Đây là đâu? Như nghĩ tới gì đó, gã bỗng nhìn tay trái của mình, tay trái đã được băng bó hẳn hoi. Mình chưa chết, Cố Trần đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, một ông già đi vào, ông ta nhìn Cố Trần, sau đó nói, tỉnh rồi à? Mặt Cố Trần đầy nghi hoặc, ông ơi, chỗ này là... Ông già lạnh nhạt nói, đây là, Huyền Y Các, trước đó có người đưa ngươi tới đây, bây giờ, vết thương của ngươi đã ổn, à đúng rồi, đã trả phí y dược rồi. Cố Trần vẫn đầy mơ hồ, là ai đưa mình tới đây? Gã còn muốn hỏi, nhưng ông già đã đi mất. Như nghĩ tới gì đó, Cố Trần xuống giường chạy ra ngoài, cả quãng đường gã chạy như điên, chạy qua phố xá sầm uất, chạy qua ngoại ô, chạy qua đồng ruộng, cuối cùng, gã chạy tới trước một sân nhà cũ kỹ, cổng của ngôi nhà cũ đang đóng, có điều rất te tua, không khác gì không có. Ít hầu của gã chuyển động, sau đó tay phải run rẩy từ từ mở cửa sân nhà ra, sau khi mở cửa, trong sân nhà, một ông già đang vung nắm đấm gào thét, oai phong vô cùng, còn ở phía sau cánh cửa trong sân, một người phụ nữ đang ngồi xổm rửa rau. Thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Trần bỗng véo mạnh vào mặt mình. Lúc cảm thấy cơn đau tê tái trên mặt truyền đến, lệ trong mắt gã lập tức tuôn trào. Còn lúc này, ông già và người phụ nữ trong sân cũng nhìn thấy gã. Qua một lúc lâu, Cố Trần đi trên đường, lúc này, gã còn thấy như thể đang mơ. Mình còn sống, cha cũng chưa chết, tất cả vẫn còn. Gã vẫn cảm thấy không thật lắm, gã lại véo mặt vào bắp chân mình, đau tới mức gã phải nhếch mép. Chẳng mấy chốc, gã tới thư viện Quan Huyên. Vì vừa nãy lúc đang ăn cơm, cha gã đã nói với gã, bây giờ thư viện Quan Huyên đang tuyển học viên, có thể tới thử xem. Khi gã nhìn thấy cổng của thư viện Quan Huyên, lập tức chấn động vô cùng, cổng rộng trăm trượng, cao tới hàng chục trượng, cực kỳ hùng vĩ, không biết cái này phải hùng vũ hơn học viện đệ nhất bao nhiêu lần. Lúc này ở đây, đã tập trung đầy người. Đều tới muốn gia nhập vào thư viện Quan Huyên. Cố Trần đi theo đám người vào trong thư viện, qua cổng. Là tới một võ đài rộng lớn, toàn bộ võ đài này đều được lát bằng những viên đá xanh khổng lồ, rộng cả chục ngàn trượng, ở chính giữa chỗ đó, có một bức tượng. Bức tượng này chính là Diệp Quân. Lúc nhìn thấy tượng Diệp Quân, Cố Trần lập tức đứng chết chân tại chỗ như bị điện giật. Khoảnh khắc tiếp theo, gã đột nhiên chạy tới trước bức tượng cả chục trượng, nhìn chăm chăm vào bức tượng, chậm rãi, thân thể bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, gã hiểu ra gì đó. Lúc đầu khi gặp người đàn ông trong quán rượu và thương hội tiên các, đã chính là quân đế. Cố Trần đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu thật sâu. Còn lúc này, Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu đang đi dạo. Bây giờ vì thành đệ nhất có thư viện Quan Huyền, nên mỗi ngày đều có hàng trăm ngàn người đổ vào, cực kỳ náo nhiệt, cũng may thành này vốn đã được xây rất to, nếu không, thật sự không tiếp nhận được nhiều người như vậy. Tất nhiên là không phải nói về tướng mạo của Diệp Quân. Có nói thể là thừa hưởng hoàn hảo hết ưu điểm tốt nhất của cha mẹ, mặc một bộ áo choàng trắng, quanh eo buộc một cái đai ngọc màu tím, đúng là phong độ ngời ngời, tuấn tú phong lưu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh hắn cũng xinh đẹp vô song, hai người đi cùng nhau, nhất thời thu hút ánh mắt của vô số người. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng dừng lại. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, sao thế? Diệp Quân cau mày, trong thức hải của ta có thêm một sợi gì đó. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một chất khí màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi nghi ngờ, đây là... Diệp Quân nhẹ giọng nói, đây là sức mạnh tín ngưỡng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu kinh ngạc, màu vàng. Diệp Quân cũng hơi nghi hoặc, vì trước đây sức mạnh tín ngưỡng cũng giống huyền khí, trong suốt không màu, nhưng lúc này, hắn bỗng nhận được một sợi sức mạnh tín ngưỡng màu vàng. Cái quái gì vậy? Diệp Quân nắm lấy sợi sức mạnh tín ngưỡng màu vàng kia, cảm nhận thật kỹ, chẳng mấy chốc, hắn kinh ngạc nói, là của hắn.
Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hỏi, ai? Vẻ mặt Diệp Quân hơi kỳ quái, thiếu niên cờ bạc kia. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cũng hơi kinh ngạc. Diệp Quân nhìn sợi sức mạnh tín ngưỡng, suy nghĩ không nói gì, ít nhất thì sợi sức mạnh tín ngưỡng này phải tinh thuần hơn các sức mạnh tín ngưỡng khác gấp 10 lần, vượt xa hơn sức mạnh tín ngưỡng bình thường. Diệp Quân nhẹ giọng nói, xem ra, mình vẫn nên làm nhiều việc ban ơn cho mọi người. Nói rồi, hắn thu sức mạnh tín ngưỡng của mình lại. Bây giờ trong thức hải của hắn chỉ có một sợi sức mạnh tín ngưỡng màu vàng, nhưng hắn tin, sẽ có một ngày, loại sức mạnh tín ngưỡng màu vàng này sẽ càng ngày càng nhiều. Diệp Quân đột nhiên nói, đi. Nói rồi, hắn kéo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi tới trước một sạp bán hàng rong bên đường cách đó không xa, hắn chọn một lồng bánh bao, sau đó trả tiền, đưa bánh bao tới trước mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, nếm thử xem. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, sau đó cầm bánh bao lên khẽ cắn một miếng. Diệp Quân cười nói, mùi vị thế nào? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, cũng được. Diệp Quân cầm một cái bánh bao nhét vào môi, hai phát đã hết. Thấy cảnh này, khóe miệng Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhếch lên một ý cười nhẹ tới mức khó thấy, cũng không biết vì sao, cô ta rất thích hành động không hề làm màu này của Diệp Quân, không có kiểu cao ngạo, chỉ có chân thật và khói lửa nhân gian. Diệp Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, ta có một huynh đệ, nhà hắn bán bánh bao, cũng không biết bây giờ hắn sống thế nào rồi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cầm cái bánh bao trong tay Diệp Quân, khẽ căn một miếng, sau đó nói, bây giờ thư viện có một vấn đề mới, ta phải bàn bạc với ngươi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, cười nói, cô nói đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, thành lập thư viện, cần rất nhiều tiền bạc, đặc biệt là càng về sau, càng cần nhiều tiền, số tiền này, không thể lúc nào cũng để ngươi bỏ ra được. Diệp Quân nói, vậy ý cô là, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu suy nghĩ, sau đó nói, thu thuế. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trầm giọng nói, dưới cờ của nhà đệ nhất chúng ta cũng có rất nhiều tài sản, ngoài cái này ra. Nói rồi, cô ta nhìn xung quanh, phàm là người làm ăn trong thành đệ nhất, chúng ta cũng sẽ thu thuế và thu tô. Diệp Quân trầm giọng nói, có một vấn đề, nếu bây giờ thư viện Quan Huyên mà thu phí, ví dụ thu phí của các gia tộc đại đế và tiên tông lớn, vậy rất có khả năng bọn họ sẽ thu bên dưới càng nhiều, nếu như vậy, cuối cùng kẻ chịu khổ vẫn là người bên dưới. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, người nói cái này, ta có nghĩ tới, cái này rất đơn giản, chỉ cần đăng ký tài sản của các gia tộc, tiên tông vào danh sách, sẽ thu thuế nghiêm ngặt đúng theo tài sản đã đăng ký trong danh sách, vậy vấn đề không lớn nữa, đương nhiên, cái này sẽ làm tổn hại lợi ích của các đế tộc và tiên tông lớn, nhưng không còn cách nào khác, nếu không làm như vậy, sau này thư viện sẽ khó phát triển, hơn nữa, về sau các đế tộc và tiên tông lớn sẽ càng ngày càng mạnh, người ở đây thì còn đỡ. Nếu ngươi không ở, sao mà thư viện thật sự trấn áp bọn họ được? Diệp Quân nhìn cô ta, cô muốn làm các gia tộc đại đế và tiên tông suy yếu à? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, không phải là làm bọn họ suy yếu, mà là muốn thư viện phát triển mạnh mẽ, thư viện phải mạnh hơn các gia tộc đại đế và tiên tông, hơn nữa, cũng muốn để bọn họ từ từ hòa nhập vào thư viện hoàn toàn, lấy thư viện làm chủ, nếu không, sau này các thế gia, tông môn mọc lên như rừng rồi. Thư viện chỉ là thứ bài trí thôi. Nói rồi, cô ta tạm dừng, lại nói, mặc dù bảo bàn bạc với ngươi, nhưng, ta đã bắt đầu thực hiện, năm nay mọi tài sản của nhà đệ nhất ta đều đã nộp thuế theo tỷ lệ nhất định, không chỉ ta, nhà họ Mục và đế tộc cùng đạo tông cũng bắt đầu làm vậy, bọn họ chủ động làm thế. Trong mắt Diệp Quân xẹt qua một tia phức tạp, tất nhiên hắn biết, đây là vì Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chủ động làm thế, cho nên các gia tộc khác mới làm vậy. Nếu nhà đệ nhất không làm thế, các gia tộc khác sẽ không làm theo. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói tiếp, ta biết suy nghĩ của ngươi, cho nên, ngươi yên tâm, sau này có bất kỳ chính sách nào, đều sẽ không tăng thêm gánh nặng cho người bên dưới, giống như sạp bán bánh bao này, loại người như vậy, chúng ta không chỉ không thể thu tô thu thuế, mà còn phải nghĩ cách cho bọn họ những khoản trợ cấp nhất định, ví như miễn giảm phí quầy hàng, nếu trong nhà có con, phí nhập học cũng có thể xem tình hình để miễn giảm phần nào. Hoặc toàn bộ, đương nhiên, ta chỉ có thể đưa ý kiến sơ bộ về những chuyện này. Chi tiết hơn, còn cần ta từ từ trao đổi với đám người mục khoản, sau đó lập ra một điều lệ chi tiết, đến lúc đó sẽ cho ngươi xem thử, định đoạt. Diệp Quân nghe xong thì rất cảm động, hắn nhẹ giọng nói, Tĩnh Chiêu cô nương. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không dám nhìn vào mắt hắn, quay đầu đi, đừng cảm động, ta cũng vì đế nguyên kia thôi. Biểu cảm Diệp Quân không đổi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn,
thấy biểu cảm của hắn không đổi, khóe miệng hiện lên nụ cười, đi thôi, hôm nay hiếm lắm mới được nhàn rỗi, đi dạo đi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người đi dạo trong thành, hôm nay đệ nhất tĩnh chiều khó lắm mới được nhàn hạ, do đó, cũng rất vui. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân bỗng dừng lại, đệ nhất tĩnh chiều quay đầu nhìn hắn, sao vậy? Hai mắt Diệp Quân khẽ híp lại, người đến từ nền văn minh toại minh. Đệ nhất tĩnh chiều lập tức ngơ ngác. Còn lúc này, Diệp Quân lại nói, ghế thánh vương nói là một nhân vật lớn tới, nó không chịu nổi, e là sắp có chuyện rồi. Di tích toại minh. Lúc này ghế thánh minh đang dùng mình. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Ở trước mặt nó không xa, có một người phụ nữ đứng đó. Người phụ nữ mặc đồ màu đỏ, chói mắt như than củi. Trên thắt lưng của cô ta, có dắt một trường đao. Chân trái của cô ta giẫm lên một tảng đá. Khuỷu tay phải chống lên chân, đang gặm một quả trái cây màu đỏ nhạt. Ghế thánh vương không dám thở mạnh. Lát sau, cô gái ăn hết trái cây, cô ta phủi tay, sau đó tức giận mắng, mẹ nó, bi tâm từ đúng là ghê gớm thật, cấm chế cài từ nhiều năm trước thế mà vẫn mạnh như vậy, đè bà đây xuống ba cảnh giới, làm bà đây tức đau cả ngực, cả cái tên quan chấp hành đứng đầu vừa nhậm chức họ phản kia cũng biến thái nữa, mẹ nó, sớm muộn gì bà đây cũng đốt cháy cái cây ăn trái đấy, xử sạch mấy cái quả không bình thường đó. Ghế thánh vương ngồi kế bên nghe vậy đã run bần bật. Lời nói của cô gái này đã nói ra quá nhiều tin tức. Cái gì mà bi tâm từ, cái gì mà quan chấp hành đứng đầu họ phản, đốt cháy sinh mạng. Đại lão, vị này là một đại lão siêu cấp. Nó thấy khó hiểu, sao nền văn minh toại minh lại cử một đại lão siêu cấp đến đây. Chẳng lẽ chuyện mình tham ô đã bị lộ ra, nghĩ đến đây, nó càng run kịch liệt hơn. Lúc này, cô gái kia đột nhiên quay đầu nhìn qua ghế thánh vương. Bị cô gái nhìn như vậy ghế thánh vương bỗng cảm thấy như bị điện giật, giọng run run nói, đại nhân. Cô gái kia đột nhiên bước tới trước mặt nó, cô ta cẩn thận quan sát cái ghế một chút rồi nói, ta nghe nói thỉnh thoảng nền văn minh toại minh sẽ đưa đế nguyên tới đây và các nơi. Bọn họ để ngươi ở đây làm người tiếp đón sao? Ghế thánh vương lại nghe thấy một ý khác trong lời nói của cô gái này không đến từ nền văn minh toại minh sao? Nó cũng không dám suy nghĩ nhiều nên vội nói, thưa đại nhân, đúng vậy. Cô gái cười nói, chẳng trách tại nền văn minh toại minh lại có nhiều kẻ mạnh đến vậy, hóa ra đều là từ các vũ trụ khác tới. Nhất thời ghế thánh vương không xác định được thân phận và lai lịch của cô gái trước mặt, nên cũng không dám nói gì nhiều. Cô gái đột nhiên lấy ra một quả màu đỏ rực cắn một cái rồi nói, mới bao nhiêu năm thôi mà nền văn minh toại minh thu hút ở đâu ra nhiều người mới như vậy. Ghế thánh vương cung kính nói, hơn 10 vị. Cô gái nói, ở đây tuy không phải là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng quy mô cũng không nhỏ, sao chỉ mới hơn 10 người. Có phải ngươi tham ô đế nguyên không? Ghế thánh vương hoảng hốt vội vàng nói, không, không có. Cô gái mỉm cười nói, ngươi căng thẳng cái đây cũng đâu để điều tra tham ô mà để hỏi ngươi chuyện này, năm đó bi tâm tử đã từng đến đây sao? Ghế thánh vương thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thận trọng nói, đúng vậy. Cô gái hỏi lại, có phải cô ta để lại đây một thứ tên là thuyền bỉ ngạn đúng không? Ghế thánh vương nói, dạ, đại nhân muốn tìm thuyền bỉ ngạn kia sao? Cô gái nhìn qua ghế thánh vương, xem ngươi nói chắc là biết nó ở đâu. Ghế thánh vương cung kính nói, đúng vậy. Rồi nó không nói gì thêm. Khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, ngươi muốn thứ gì? Ghế thánh vương vội nói, ta không dám. Phục vụ cho đại nhân là vinh hạnh của ta, sao ta dám đòi thứ gì? Chỉ là người có thuyền bỉ ngạn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cô gái đột nhiên trở nên hứng thú, sao lại không đơn giản? Ghế thánh vương trầm giọng nói, có thể đối phương có người đứng sau. Nó đã từng tiếp xúc với Diệp Quân, người này thoạt nhìn không giống người địa phương, nhất là thanh kiếm kia đã vượt khỏi phạm vi của nền văn minh vũ trụ thập hoang này. Euro gái cười nói. Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần nói cho ta biết đang ở trong tay ai, ta sẽ đi lấy. Nói đến đây, cô gái đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài thành, khóe miệng hơi nhếch lên, đến rồi. Ngoài cửa thành, Diệp Quân và đệ nhất tĩnh chiêu chậm rãi bước tới. Người của nền văn minh toại minh đến rồi, hẳn vẫn phải tới để tìm hiểu rõ lai lịch và ý định của đối phương một chút. Từ xa,
Diệp Quân nhìn thấy một người cô gái mặc áo đỏ, trông như một ngọn lửa đang rực cháy. Mà lúc này, cô gái áo đỏ kia cũng đang nhìn hẳn, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên quay đầu lại nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Khi nhìn thấy Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô gái lại ngẩn ra, sau đó hai mắt lập tức sáng lên như tuyết. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi khó hiểu khi thấy cô gái kia đang nhìn mình, đang định nói chuyện thì ngay sau đó, cô gái đã lẳng lặng đi đến trước mặt hai người họ. Mắt cô gái sáng ngờ nhìn chăm chăm vào Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, như thể mình đã phát hiện ra một bảo vật gì quý hiếm vậy. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân cau mày lại, hẳn đột nhiên nắm lấy tay Đệ Nhất Tĩnh Chiêu rồi hơi hơi mỉm cười với cô gái. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà lúc này cô gái quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cô gái liếc mắt nhìn Diệp Quân một cái rồi cười nói, đạo trật tự, hử. Hai đạo thiện ác cũng thú vị đấy, không ngờ lại gặp được người thành lập đạo thống trật tự ở đây. Nếu cho bọn họ biết ở đây xuất hiện một người như vậy, chật chật vậy thì ngươi toi rồi. Diệp Quân cười nói, cô nương là ai? Cô gái cắn một miếng trái cây rồi nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta đến đây vì thuyền Bỉ Ngạn, nó ở trong tay ngươi đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng. Cô gái vươn thẳng tay ra. Diệp Quân nhìn cô gái nhưng không nói gì. Cô gái cười nói, ta biết, dù ngươi không có tu vi nhưng trong người lại có một thanh kiếm đại đế, hơn nữa lại là một thanh kiếm thành lập đạo thống trật tự, vượt xa các cường giả bình thường. Ý của ta là, nếu ngươi cho rằng thanh kiếm này có thể uy hiếp ta được, thì ngươi có thể thử xem. Diệp Quân trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt, nhưng tiểu hồn trong cơ thể hẳn đã sẵn sàng xuất kiếm bất cứ lúc nào. Cô gái tiếp tục ăn trái cây, cười như không cười. Đột nhiên bầu không khí giữa sân trở nên hơi căng thẳng. Bỗng lúc này giọng Chu Chu vang lên trong đầu Diệp Quân, Diệp ca ca, cô gái này quá mạnh mẽ, chỉ có chủ nhân và cô váy trắng của ngươi mới có thể đánh thắng cô ta được thôi. Vừa nói, cô gái đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Thấy Chu Chu, cô gái đứng lên, cô ta để ngươi ở đây thật à? Chu Chu nói, ngươi biết chủ nhân của ta à? Cô gái gật đầu, không chỉ biết mà còn rất quen nữa. Chu Chu vội nói, vậy ngươi có bây giờ cô ấy ở đâu không? Cô gái nói, tất nhiên. Chu Chu im lặng một lúc rồi quay đầu lại nhìn Diệp Quân, Diệp ca cai. Diệp Quân cười nói, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Cô ta không có sự lựa chọn. Bỗng cô gái cười nói, ngươi cũng không có sự lựa chọn, à phải dẫn cô bé đi, đừng nói là vũ trụ này mà cả cựu thổ cũng không có ai cản được. Diệp Quân nhìn cô gái lại hung hăng cắn một miếng trái cây, sau đó cười nói, ta biết ngươi không phục, nhưng tốt nhất ngươi nên kiềm chế lại một chút, ta đây cũng không có cái lý gì để nói ngươi, không phục thì ta cứ giết ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Quân cũng không hề tức giận mà chỉ cười nói, cô nương đến từ cựu thổ thì vũ trụ thập hoang với cô nương mà nói, cũng giống như một đại phú hào vào thôn, cô nương, cô thấy đại phú hào này đi vào thôn khoe khoang sự giàu có của mình. Là chuyện rất vinh quang sao? Ha ha! Cô gái đột nhiên cười lên, thế mà ngươi lại không thẹn quá thành giận, cũng có chút thông minh đấy, không hổ là người có thể thành lập ra đạo thống trật tự, không giống người ngu ngốc. Nói xong, cô gái thu thuyền lại, sau đó đi tới bên cạnh Diệp Quân, nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Quân, tiểu kiếm tu, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, hôm nay ta và ngươi bình tĩnh nói chuyện ở đây như thế sẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ngươi, ha ha! Vừa nói, cô gái vừa nhếch miệng cười liếc nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, sau đó hóa thành một mảnh cầu vồng rồi biến mất ở tinh hà. Khi cô gái kia vừa rời đi, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ở kế bên chợt thở phào nhẹ nhõm, cô gái kia đứng ở đây như có một ngọn núi lớn đè lên trái tim khiến cô ta không thể thở nổi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cô gái này thật phách lối. Diệp Quân liếc nhìn chân trời một cái, thấy cô gái kia vẫn chưa rời khỏi thập hoang. Hẳn như nghĩ đến chuyện gì đó nên thu lại ánh mắt nhìn về phía ghế Thánh Vương, lại thấy ghế Thánh Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy ánh mắt Diệp Quân nhìn qua nó cũng nhỏ giọng thở dài, ta cũng không biết cô ta là ai, nhưng xét theo giọng điệu của cô ta thì hẳn là địa vị của cô ta ở cựu thổ. Cũng không thấp, dù sao cũng không có mấy ai dám gọi bi tâm từ đại nhân như vậy. Diệp Quân khế gật đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, điều hắn sợ nhất bây giờ chính là thu hút quá nhiều sự chú ý. Nhất là sự chú ý của bên cựu thổ. Bây giờ hẳn và thập hoang còn phải cần một khoảng thời gian nhất định, nhưng hẳn cũng biết có lẽ là ha không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ghế Thánh Vương đột nhiên nói, vì những năm gần đây ở thập hoang có rất ít đại đế nên bây giờ ta cũng hơi lo lắng,
lo lắng nền văn minh Toại Minh ở cựu thổ sẽ từ bỏ nơi này. Quân đế, người có kế hoạch gì không? Diệp Quân cười nhìn ghế Thánh Vương rồi nói, còn có kế hoạch gì nữa? Chỉ có thể đi tới đâu thì tính tới đó thôi. Ghế Thánh Vương im lặng, nó biết, nó nhất định phải tìm một lối thoát mới. Mấy năm gần đây tham ô nên đã kiếm được không ít, nhưng đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma. Chung quy cũng không phải là con đường để đi lâu dài. Thật ra nó từng nghĩ đến Diệp Quân, nhưng Diệp Quân che giấu quá kỹ nên nó không nhìn được sâu cạn thế nào. Hơn nữa, Diệp Quân là người thành lập đạo thống trật tự, nói chẳng ra thì tên này là kẻ tạo phản. Nếu hẳn có thể thẳng trận khai quốc như nền văn minh Toại Minh ở cựu thổ năm đó, tạo được chỗ đứng thì chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở, nhưng vấn đề là bây giờ Diệp Quân thân cô thế cô, vậy thì đánh thế nào được? Nó không dám tùy tiện chọn phe, bởi vì việc này liên quan đến chuyện sinh tử nên nhất định phải cẩn thận. Diệp Quân đột nhiên nhìn về đệ nhất Tĩnh Chiêu, chúng ta đi thôi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu một cái. Bỗng ghế Thánh Vương nói, quân đế, ta nghĩ người nên lên kế hoạch sớm. Diệp Quân nhìn qua ghế Thánh Vương, thấy ghế Thánh Vương trầm giọng nói, nếu cô gái vừa rồi về nói bậy bạ một câu, thì bên cựu thổ kia nhất định sẽ không cho người thời gian phát triển. Diệp Quân gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở. Ghế Thánh Vương nói, lúc cô gái kia mới tới, nói là bị áp chế cảnh giới, hơn nữa là do Bi Tâm Từ Đại Nhân làm ra, người có thể liên hệ Bi Tâm Từ Đại Nhân xem. Câu này là đang thử thăm dò xem thế nào. Nếu Diệp Quân thực sự là người của Bi Tâm Từ thì nó sẽ cược một lần. Sao Diệp Quân lại không hiểu được suy nghĩ của nó chứ? Ói, thật ra ta không biết cô nương Bi Tâm Từ kia, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi với đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ở tại chỗ, ghế Thánh Vương thấp giọng thở dài. Cô gái áo đỏ đến nền văn minh Bỉ Ngạn, sau khi đến nơi cô ta đứng trên tinh không nhìn xuống toàn bộ nền văn minh Bỉ Ngạn cười nói, Bi Tâm Từ, lòng từ bi của cô đúng là không giải. Vừa nói, cô ta lại nhìn qua thập hoang, hơi nhếch khóe miệng lên, không ngờ lại gặp được một tên, linh thể đại đạo, tỷ năm mới xuất hiện một lần, thật thú vị. Diệp Quân dẫn đệ nhất Tĩnh Chiêu quay về thành đệ nhất, sau đó hắn quay lại bên trong tiểu tháp. Diệp Quân nói trong lòng, tiểu hồn, bây giờ ngươi thế nào rồi? Tiểu hồn nói, ta còn cần một chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi. Diệp Quân nói, nếu ngươi thành công, thực lực của ngươi sẽ đạt đến trình độ nào? Tiểu hồn yên lặng một lát, rồi nói, theo ta nghĩ, trước mắt ta có thể dễ dàng giết chết 3 tên đại đế, có thể tranh đoạt với ít nhất 5-6 đại đế. Nếu ta thành công, thực lực có thể tăng lên một cấp, ít nhất có thể dễ dàng giết chết 7-8 tên đại đế, đó là ít nhất. Nói đến đây, nó dừng lại, lên tiếng nhắc nhở tiểu chủ, chắc chắn cô gái vừa rồi đã vượt qua đại đế. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Chắc chắn thực lực của cô gái đó cao hơn cả đại đế. Tiểu hồn nói tiếp, tiểu chủ, giới hạn chiến lực của ta vẫn phải dựa vào người, nếu người mạnh, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, nếu người yếu, ta chẳng có tác dụng gì rõ ràng, nếu người đạt đến đại đế, chúng ta dung hợp với nhau, đại đế chỉ là con sâu cái kiến. Diệp Quân cười nói, ta biết, chẳng qua, ta cần một ít thời gian. Tiểu hồn nói, ta biết, ta sẽ đợi người. Diệp Quân gật đầu, hẳn ngẩng đầu nhìn chiến trường trong hư không, lúc này, trong số 200 kiếm tu, có khoảng 20 người đã trở thành cảnh giới chuẩn đế. Cho đến nay, gần 60 người trong nhóm kiếm tu này đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Tăng lên rất nhanh, nhưng cũng có một vấn đề mới, đó là, hiện tại hẳn đang rất cần đế tinh và đế nguyên. Mà đế nguyên chỉ có ở cựu thổ. Diệp Quân cau mày thật sâu, có nên dùng đế nguyên đổi một ít đồ không, một phần đổi thành 100 phần. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu cười, sau đó mở lòng bàn tay. Phải ra, trong tay hiện ra một luồng kiếm ý. Kiếm ý vô địch. Hắn đã từng nghĩ đến việc dung nhập kiếm ý vô địch vào trật tự, nhưng hiện tại ha không thể làm được, hơn nữa, hẳn cảm thấy không cần thiết, bởi hai loại kiếm đạo của bản thân không xung khắc với nhau. Như nghĩ ra gì đó, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay trái, một lồng kiếm ý trật tự xuất hiện, trong kiếm ý có tia sáng đỏ nhạt. Ác trật tự, Diệp Quân quan sát từng sợi trật tự, rồi rơi vào trầm tư. Tiểu tháp đột nhiên nói, người muốn học phản chiêu đế đi chiếm đoạt ác niệm à? Diệp Quân khẽ gật đầu, Hà đã từng trải qua sức mạnh ác đạo của phản chiêu đế, uy lực của nó mạnh đến nỗi, mỗi khi nghĩ đến, hẳn vẫn còn sợ hãi, hơn nữa,
Sức mạnh của ác đạo lúc đó vẫn đang tăng lên, nếu lúc ấy tu vi không tiêu tán, hắn cũng không biết sức mạnh kia mạnh đến mức nào. Tiểu tháp vừa định mở miệng, Diệp Quân đã thu hồi kiếm ý trật tự, hắn cười nói, tháp gia yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu. Mặc dù ác niệm rất mạnh, nhưng mà, trạng thái bây giờ của hắn không thể làm như vậy được, cưỡng ép hấp thu ác niệm, cộng thêm huyết mạch phong ma, chắc chắn hẳn sẽ bị cắn trả. Hắn rất muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng hẳn biết rõ nóng vội thì không thành công, càng ở những lúc như này, tâm tính càng phải ổn định. Nghe được lời này của Diệp Quân, tiểu tháp mới thở phào nhẹ nhõm, sợ Diệp Quân bị cô gái kia kích thích, đưa ra lựa chọn không tốt, nhưng hiện tại xem ra, sau nhiều lần bị phản chiêu đế hành hạ, tên nhóc này đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn tức giận khi bị người khác khiêu khích bằng vài lời nói nữa. Nhưng rất rõ ràng, anh chàng này không phải không để ý đến mọi chuyện, mà là giữ chúng trong lòng. Diệp Quân đột nhiên nói, tháp gia, nếu chúng ta đưa tất cả người của thập hoang vào trong tiểu tháp. Tiểu tháp trầm giọng nói, không phải là không được, nhưng có hai vấn đề, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Diệp Quân nói, ngươi nói đi. Tiểu tháp nói, đầu tiên là vấn đề tuổi thọ, sau khi tiến vào tiểu tháp, thời gian trôi qua bình thường, đến khi đi ra đại đa số đều sẽ chết. Diệp Quân cau mày nói, vậy vũ trụ quan huyên. Tiểu tháp trầm giọng nói, yên tâm, chắc chắn cô. Ngươi đã cân nhắc đến vấn đề này, vì thế, ta đoán, thời gian hiện tại của vũ trụ quan huyên hẳn là đồng bộ với chúng ta. Diệp Quân gật đầu, vấn đề thứ hai liên quan đến linh khí phải không? Tiểu tháp nói, đúng thế, tất cả sinh linh trong thập hoang, nếu đưa hết vào, linh khí bên trong sẽ cạn kiệt, trừ khi, ngươi mang hết linh mạch và đế mạch của thập hoang đến đây, nhưng dù vậy, ngươi phải hiểu, vào thì dễ mà ra mới khó, ngươi cho bọn họ chiêu này, bọn họ sẽ nghiệt, không cho bọn họ sẽ sinh ra oán hận. Diệp Quân suy nghĩ, nói tháp gia suy nghĩ chu đáo. Tiểu tháp nói tiếp, hơn nữa, còn có một vấn đề lớn, cuối cùng thì thế giới bên trong tháp không phải vũ trụ vô hạn, ta cũng không chịu được, có phải ngươi cho rằng tháp gia ta luôn bất khả chiến bại không? Diệp Quân nghiêm túc nói, ở trong lòng ta, tháp gia đúng là như vậy. Tiểu tháp cười mắng, thằng nhóc ngươi đừng nịnh bợ a, ta không chấp nhận thủ đoạn này của ngươi. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nói, chuyện này ta vẫn nghĩ quá đơn giản, xem ra tạm thời chỉ có một số ít người có thể tiến vào tu luyện. Tiểu tháp nói, ta biết ngươi vì chuyện của nền văn minh toại minh, muốn mau chóng nâng cao thực lực, nhưng vẫn câu nói kia, nóng vội thì khó thành công, dù sao thì, dù trời có sập thì còn có cô ngươi chống đỡ, sợ cái gì chứ? Diệp Quân bật cười, nghe được lời an ủi của tháp gia, ta chợt cảm thấy chẳng có chuyện gì cả. Tiểu tháp khế thở dài, nhóc con, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi không muốn dựa dẫm vào cô và cha ngươi, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi phải hiểu, bọn họ không phải người ngoài, bọn họ là người thân nhất của ngươi. Diệp Quân gật đầu, tháp gia, ta hiểu, chẳng qua, không thể gặp cửa ải khó khăn lập tức để bọn họ ra tay được chứ. Giống như trước đây, khi ta tức giận trước mặt cô gái váy đỏ đó, nếu ta gọi cha ta hoặc cô, ta nhất định sẽ xả được hết tức giận, nhưng điều đó có ích gì chứ? Không phải lúc trước ngươi cũng nói sao, mất mặt, thì phải tự mình tìm về mới thú vị, không phải sao? Tiểu tháp nói, ta đương nhiên hiểu ý ngươi, chẳng qua, a sợ sau này ngươi phải chịu quá nhiều áp lực, bị ép sống. Cha ngươi! Diệp Quân cười nói, tháp gia yên tâm, ta làm việc có chừng mực, sẽ không hoảng loạn, nhưng trong thời bình, ta phải chuẩn bị cho nguy hiểm, kế hoạch tiếp theo phải cẩn thận, không chỉ là cựu thổ, còn có chủ nhân bút đại đạo và phản chiêu đế đang ẩn núp trong bóng tối. So với cựu thổ, kỳ thật hắn sợ chủ nhân bút đại đạo và phản chiêu đế hơn, bởi vì hai người này biết rõ hắn từ trong ra ngoài, cho dù muốn giả vờ yếu đuối cũng không có cơ hội. Những ngày tiếp theo, Diệp Quân ngoài việc hàng ngày chỉ dạy vài người kia tu luyện thánh kiếm, thì chính là đọc sách, trong khoảng thời gian này, hắn đã đọc tất cả các loại sách cổ trong toàn bộ thập hoang. Bây giờ hắn có hai việc phải làm, đầu tiên, bồi dưỡng nhóm kiếm tu, thứ hai, mài giữa tâm cảnh, chuẩn bị cho việc khôi phục tu vi trong tương lai. Trong thời gian ở trong tiểu tháp, hắn phát hiện, sức mạnh tín ngưỡng của hắn đang dần tăng lên. Bên ngoài, kể từ khi Diệp Quân dùng đế nguyên làm phần thưởng, các đại đế tộc và đại tiên tông liều mạng tu luyện quan huyên pháp, đặc biệt là đạo tông, vì để cho nhiều người đến tu hành quan huyên pháp, đạo tông đã đề ra rất nhiều chính sách, chẳng hạn như sau này khi đạo tông chiêu mộ đệ tử, những người không hiểu quan huyên pháp sẽ không được nhận, trong tông môn của đạo tông,
muốn được thăng cấp, phải hiểu quan huyên pháp. Lúc đầu mọi người hơi chán ghét vì nó là bắt buộc, nhưng sau khi tiếp xúc với quan huyên pháp, thì mới dần dần đón nhận. Bởi vì phương pháp tu luyện của quan huyên pháp không thấp nên cũng giúp ích rất nhiều cho bọn họ. Được sự giúp đỡ của các đại gia tộc và các đại tiên tông, quan huyên pháp đã được truyền bá đi khắp thập hoang với tốc độ cực nhanh, cũng chính vì vậy, bây giờ Diệp Quân có thể cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng đang tăng lên, đặc biệt là khi đệ nhất tĩnh chiêu lập ra những chính sách, cực kỳ thân thiện với người thuộc tầng lớp thấp hơn, điều này khiến nhiều người ngày càng đồng cảm với thư viện quan huyên. Bây giờ cánh cổng của thư viện quan huyên, người đến người đi tấp nập. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Ngày hôm đó, khi đệ nhất tĩnh chiêu đang xử lý công vụ trong điện, đột nhiên, cô ta cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên, sau một khắc, vậy mà cô ta đã đi đến một vùng tinh. Không, cách đó không xa, có một cô gái váy đỏ đang đứng. Thấy là cô gái đó, vẻ mặt của đệ nhất tĩnh chiêu hơi thay đổi. Cô gái váy đỏ cười nói, đừng lo lắng, ta không làm cô bị thương đâu. Đệ nhất tĩnh chiêu trầm giọng nói, các hạ có chuyện gì? Cô gái váy đỏ đi đến trước mặt cô ta, quan sát đệ nhất tĩnh chiêu, cười nói, ta muốn cô đi theo ta. Giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Đệ nhất tĩnh chiêu cau mày, đi. Cô gái váy đỏ gật đầu, đi với ta đến cựu thổ đi đến cựu thổi. Đệ nhất tĩnh chiêu sừng sốt. Cô gái váy đỏ mỉm cười, đừng nghi ngờ, cũng đừng suy nghĩ lung tung, sở dĩ ta muốn dẫn cô đi, là vì cô có thể chất đặc biệt, chẳng qua, có lẽ cô vẫn chưa biết. Vì thể chất đặc biệt của cô còn chưa thức tỉnh. Đệ nhất tĩnh chiêu nghi ngờ nói, thể chất đặc biệt. Cô gái váy đỏ gật đầu, thể chất của cô là linh thể đại đạo trong truyền thuyết, là một trong 6 đại thần thể ở cựu thổ, sinh ra đã có đạo pháp, bây giờ cô biết vì sao, cô còn trẻ như vậy mà có thể đạt đến cảnh giới chuẩn đế rồi chứ. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn cô gái váy đỏ, không nói gì. Cô gái váy đỏ cười nói, ta không thương lượng với cô, đương nhiên. Nếu cô cảm thấy tiểu kiếm tu kia có thể đánh bại ta, cô có thể gọi hắn đến, chẳng qua, ta phải nhắc nhở cô, ta sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nếu hắn ra tay, thì hắn phải chết. Hai tay đệ nhất tĩnh chiêu siết chặt, không nói gì. Cô gái váy đỏ lấy ra một quả gì đó, cắn một miếng, cười nói, ở đây, cao nhất cô chỉ có thể đạt tới đại đế, nhưng nếu theo ta đến cựu thổ, tiềm lực của cô sẽ là vô hạn. Khi đó cô sẽ thực sự hiểu lựa chọn của mình hôm nay đúng đắn đến mức nào. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn thành đệ nhất, hai tay vẫn siết chặt. Cô gái váy đỏ nói, suy nghĩ xong chưa? Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn cô ta còn lựa chọn nào khác sao? Cô gái váy đỏ cười nói, đúng là không còn. Đệ nhất tĩnh chiêu nói, ta có thể nói ra một yêu cầu không? Cô gái váy đỏ cắn trái cây, sau đó nói, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không được. Bởi vì ta rất ghét mặc cả, nhưng cô thì có thể. Đệ nhất tĩnh chiêu gật đầu, ta muốn một ít đế nguyên. Cô gái váy đỏ cau mày, muốn thứ rác rưởi đó làm gì? Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn cô ta, cô có không? Cô gái váy đỏ cười nói, ta không có thứ đồ chơi rác rưởi đó, nhưng, trước khi đến đây ta có giết mấy người, tiện tay lấy đi nhân không gian của bọn họ, địa vị của mấy người kia không thấp, chắc là sẽ có, để ta xem thử. Nói xong. Cô ta lấy 3 cái nhẫn không gian ra xem, sau khi võ nhẹ một cái, 200 đế nguyên từ trong đó bay ra, vững vàng đáp xuống trước mặt đệ nhất tĩnh chiêu. 360 đế nguyên. Đệ nhất tĩnh chiêu thấy đống đế nguyên trước mặt, trong lòng rung động, hơn nữa, mấy đế nguyên này đều có màu tím sẫm, tốt hơn đế nguyên ghế thánh vương không biết bao nhiêu lần, không đúng, hai thứ này vốn không cùng cấp bậc. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Khi biết đệ nhất tĩnh chiêu đột nhiên biến mất, Mục Khoản vội vàng báo cho Diệp Quân, Diệp Quân lập tức nhờ tháp ra tìm đệ nhất tĩnh chiêu, sau đó dẫn hắn chạy đến đây. Khi nhìn thấy cô gái váy đỏ, sắc mặt hẳn trầm xuống. Cô gái váy đỏ nhìn Diệp Quân, cười nói, cô nương này đã đồng ý đi đến cựu thổ với ta, chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi đừng tìm đường chết, ha han. Đi đến cựu thổi. Diệp Quân quay đầu nhìn đệ nhất tĩnh chiêu. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn hẳn, gật đầu. Diệp Quân cau mày, nhưng khi nhìn thấy đống đế nguyên cực phẩm trước mặt đệ nhất tĩnh chiêu, ha sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, nhìn chằm chằm đệ nhất tĩnh chiêu, thì ra là như vậy, quả thật ta không thể cho tĩnh chiêu cô nương được cái gì, nước chảy về chỗ thấp, người về nơi cao, chúc tĩnh chiêu tộc trưởng có một tương lai sáng lạn.
Nói xong hắn xoay người biến mất ở nơi cách đó không xa. Sau lưng hẳn, máu trên mặt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu dường như khô cạn, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau khi quay về mặt đất, Hà đột nhiên dừng lại, trầm mặc một lát, hẳn khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, mình cần gì phải làm như vậy. Cho dù không thể dễ dàng đến với nhau, nhưng cũng không nên dễ chia xa. Nói xong, hắn quay người đi vòng đến vùng tinh không kia, lúc này Đệ Nhất Tĩnh Chiêu và cô gái váy đỏ đã biến mất. Nhìn xung quanh im lặng hồi lâu, Diệp Quân thở dài rồi quay người rời đi. Sau khi quay về tộc Đệ Nhất, Diệp Quân hơi khó chịu, lúc này Đệ Nhất U đột nhiên xuất hiện trước mặt hẳn. Diệp Quân đang định nói, thì Đệ Nhất U lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho hắn, Diệp Quân nghi ngờ, đây là... Đệ Nhất U nhìn hắn, hốc mắt đỏ lên, tỉ tỉ để lại cho huynh. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quân nhận lấy nhãn không gian, hắn nhìn nhãn không gian, lập tức sửng sốt khi thấy thứ ở bên trong. Bên trong nhãn không gian có 361 đế. Nguyên. Diệp Quân như bị sét đánh, y hệt một bức tượng làm từ bùn. 361 đế nguyên, mà bên trong, có một đạo đế nguyên khác hoàn toàn những đạo đế nguyên còn lại. Chính là đạo nguyên mà hẳn đã đưa cho cô ta. Bây giờ, cô ta trả lại cho hẳn. Diệp Quân siết chặt nhãn không gian, nhìn Đệ Nhất U, cô A ở đâu? Đệ Nhất U lắc đầu, tỷ ấy đi rồi. Diệp Quân đột nhiên quay người, dưới sự giúp đỡ của tháp gia, hắn biến mất ở cuối tỉnh Hà. Sau khi đi đến vùng tinh không, hẳn nhìn lướt qua xung quanh tinh Hà tháp rồ. Một lúc sau, tiểu tháp trầm giọng nói. Không cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ, thực lực của cô gái đó quá mạnh mẽ, có lẽ bây giờ đã rời khỏi thập hoang rồi. Đã rời khỏi thập hoang. Diệp Quân siết chặt nhãn không gian trong tay, ngây ngốc tại chỗ. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt hẳn đột nhiên biến động, một lát sau, cô gái váy đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt hẳn. Diệp Quân nheo mắt, kiếm thanh huyên trong cơ thể đã chuẩn bị xuất ra. Cô gái váy đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Nếu ta ra tay giết ngươi, sẽ làm tổn hại đến thân phận của ta, nhưng nếu không giết ngươi, sau này cô nương kia sẽ khốn khổ vì tình, cho nên ngươi tự sát đi. Diệp Quân nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh, kiếm thanh huyên trong cơ thể có thể xuất ra bất cứ lúc nào. Cô gái váy đỏ cười nói, không muốn sao. Dứt lời, cô ta đánh ra một chưởng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại VN nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ tiuyenazz.vn để vào đọc truyện nhé. Chỉ trong chốc lát, lấy thập hoang làm trung tâm, tất cả đạo pháp trong hàng triệu tỉnh vực vũ trụ đều được chuyển đến đây, ngưng tụ thành chữ nhất này trôi lơ lửng trên đầu Diệp Quân, chỉ vài giây, nhưng Diệp Quân cảm thấy mình như rơi vào vực sâu vô tận, sau đó bị hàng tỷ đại đạo trấn áp, không thể thở được. Cô gái váy đỏ nhìn Diệp Quân, nụ cười trên mặt vẫn rực rỡ như cũ, nhưng ánh mắt, giống như đang đùa giỡn con sâu cái kiến, ngươi đã từng thấy cảnh tượng, chỉ cần một ý niệm, có thể quyết định sống chết của hàng tỷ vũ trụ, chỉ cần một ánh mắt sẽ thay đổi vô số vũ trụ, chỉ cần đi ngang qua có thể quyết định sự khởi nguồn của vô số đại đạo, chỉ cần một nét bút có thể xây dựng lại lịch sử chưa. Vừa nói, cô ta vừa cười khúc khích, một con kiến còn đang loay hoay trong cảnh giới như ngươi thì sao hiểu được lời ta nói chứ? Giết ngươi sẽ làm tổn hại đến thân phận của ta, đến đây nào, ta có lòng nhân từ, ban cho ngươi món quà, tự sát đi, đừng mù quáng không biết phân biệt tốt xấu nữa. Trong đại điện vô biên vô tận, một người phụ nữ dừng bước, ánh mắt như đóng băng, chậm rãi quay đầu, thập hoang đã ngay trước mắt. Tự sát, cô gái váy đỏ nhìn Diệp Quân đang bị vô số đại đạo cùng với mật pháp đàn áp ở trước mặt, khóe miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt giống như mèo vần chuột. Cô ta rất hưởng thụ cảm giác này. Cũng giống như loài người có những lúc nhàm chán sẽ lấy chút thức ăn đến trêu đùa con kiến nhỏ, không vì nguyên nhân gì chỉ đơn thuần là cảm thấy thú vị. Lúc này, Diệp Quân bị vô số đạo và pháp trấn áp, nhưng sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như thường, hắn khá ngạc nhiên với thực lực khủng bố của người phụ nữ trước mắt, nhưng không đại biểu rằng hắn không có một chút năng lực chiến đấu nào, dù sao đối phương ở nơi này, cảnh giới vẫn bị trấn áp. Mà lúc Diệp Quân chuẩn bị xuất kiếm, tất cả đạo với pháp, chấn áp lên người hắn đột nhiên biến mất không còn tung tích. Người phụ nữ quần áo đỏ cười rộ lên, ta đột nhiên thay đổi suy nghĩ rồi, khiến ngươi chết ở nơi này như vậy thực sự rất nhàm chán, đừng lấy ánh mắt đó nhìn ta biết ngươi không phục, ta đợi ngươi đến cựu thổ đánh ta, ha ha.
Lúc tiếng cười vang lên, cô ta đã biến mất. Trong đại điện một mảnh mênh mông. Thanh Nhi, đừng nhìn nữa, qua đây, đằng trước rất thú vị. Ở phía trước người phụ nữ váy trắng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Người phụ nữ váy trắng thu ánh mắt lại, bà ấy đi về phía xa xa. Đại điện rộng lớn như vậy, mênh mông rộng lớn, cao vời vợi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Người phụ nữ váy trắng và người đàn ông áo trắng đi trên một con đường lớn trải đầy hào quang, cả đại điện cực kỳ trống trải, nếu như đưa tầm nhìn ra xa sẽ phát hiện ra, bức tường xung quanh đại điện này đều được xây dựng nên bởi vũ trụ tỉnh hà. Người đàn ông áo trắng ở đằng trước nhìn dòng sông thời gian ở dưới chân, cười nói, Thanh Nhi, ở đây khá thú vị nhỉ. Người phụ nữ váy trắng thoáng nhìn dòng thời gian ở dưới chân, không trả lời. Rất nhanh, hai người đã đến điểm cuối của dòng sông thời gian đó, ở cuối dòng sông thời gian là một chiếc ngai vàng, đằng sau ngai vàng cảm hai thanh kiếm, chuôi của thanh kiếm này khắc một chữ đạo, chuôi kiếm của thanh kiếm khắc có một chữ pháp. Mà ở hai bên có hai bức tượng cao ngất ngường, tượng cao đến hàng chục trượng, vô cùng hùng vĩ, bức tượng ở bên phải giống như thân mang áo khoác, đằng sau vác một thanh kiếm khổng lồ. Hai mắt hơi nhắm lại, giống như thần linh. Bức tượng bên trái là một người phụ nữ, hai tay xòe ra, trong lòng bàn tay trái là một ngọn lửa màu đen đang cháy, trong lòng bàn tay phải là một ngọn lửa đang cháy màu trắng, một trắng một đen, vẫn đang bùng cháy. Ở bên cạnh ngai vàng, còn có một tấm bia đá, trên bia đá có 16 cái tên. Tên đứng đầu là Chủ Trung Vũ Trụ. Đứng thứ hai, Chủ Nhân Bút Đại Đạo. Đứng thứ ba có ba cái tên đặt song song, Tư Phàm Tịnh, Từ Chân, Vi Tâm Từ. Đứng thứ tư, Cựu Thần, Vĩnh Sinh Chủ. Đứng thứ năm có ba cái tên đặt song song, Toại Chủ, Đế Tổ, Người Quan Sát. Mà sáu cái tên còn sót lại vẫn luôn thay đổi, một lát biến mất, lát sau lại xuất hiện, lát sau lại biến thành cái tên khác. Rõ ràng, xếp hạng này không phải vĩnh viễn cố định. Người đàn ông áo trắng đánh giá bia đá này một chút rồi cười nói, đây chính là bảng đại đạo được nhắc đến trong lời đồn, hóa ra là như vậy, nghe nói người trên bảng đều là những kẻ tranh giành đại đạo. Nói xong, ông ấy quay đầu lại xem ngai vàng ở cạnh mình, đều là vì chiếc ghế này thôi. Ta ngồi lên trước. Nói xong, ông ấy muốn đi lên phía trước ngồi xuống, nhưng đúng lúc này, hai thanh kiếm đằng sau ngai vàng bỗng chốc rung lên kịch liệt, ngay sau đó, một âm thanh giống như... Đến từ tỷ vạn năm trước đột nhiên vang khắp nội điện, ai dám khinh nhờn thần tỏa. Trong chớp mắt, giữa trời đất có sức mạnh thần bí hội tụ lại, cỗ sức mạnh này không phải của thời đại này, mà là đến từ hàng vạn tỷ năm trước. Ở thời đại chưa biết đến, từng có người dự đoán được chuyện đến hàng tỷ vạn năm sau, do đó trực tiếp vượt thời không ra tay. Đúng lúc này, tay phải người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng ấn một cái, sức mạnh đó đột nhiên biến mất không còn tung tích. Giọng nói đó kinh sợ nói, sao có thể như vậy? Người ở ngoài đạo, vì sao không có tên trên bảng? Người phụ nữ váy trắng liếc nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà ở dưới chân, nó không xứng. Giọng nói đó. Lúc này, người đàn ông áo trắng đột nhiên cười nói, Thanh Nhi, ngai vàng này không tồi, kích cỡ này vừa vặn thích hợp con trai của ta, ha hai. Nói xong, ông ấy phủi chiếc ngai, hai thanh kiếm đằng sau ngai vàng vốn đang rung lắc đột nhiên im bặt. Người đàn ông áo trắng cười, sau khi ngồi được một lát, ông ấy đứng dậy kéo người phụ nữ váy trắng đi ra bên ngoài. Thanh Nhi, muội nói xem, từng là văn minh huy hoàng rực rỡ như vậy, sao có thể nói hết là hết chứ? Đầu là một vòng tuần hoàn. Muội đã thoát khỏi vòng tuần hoàn này chưa? Ca, đây đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Thập hoang. Sau khi cô gái váy đỏ rời đi, Diệp Quân nhìn đế nguyên ở trong tay, rất lâu sau đó. Hai mắt hẳn từ từ nhắm lại, tháp ra, ta muốn đi cựu thổi. Tiểu tháp trầm giọng nói, cấm địa hoang cổ còn chưa thu phục, người hiện tại. Diệp Quân đột nhiên mở hai mắt ra, lão tử không giấu tài nữa. Nói xong, hắn bèn chỉ vào một điểm. Vù, một thanh kiếm xuyên bầu trời mà đi, đột nhiên tiến vào cấm địa hoang cổ, một cỗ uy áp đại đế đáng sợ đột nhiên bao phủ cả cấm địa hoang cổ. Tất cả sinh linh ở trong cấm địa hoang cổ đều sợ hãi ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất của tinh hà. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên khắp cấm địa hoang cổ. Phàm là kẻ từ cảnh giới chân thánh trở lên ở nơi này, trong 3 ngày nhanh chóng đến thập hoang gặp bổn đế, không đến trong 3 ngày, chết ngay lập tức. Giọng nói này giống như sét đánh giữa mùa xuân vang khắp cả cấm địa hoang cổ,
trong thời gian ngắn truyền khắp ấm địa hoang cổ, tinh hà chuyển động, sơn hà rung chuyển, tất cả sinh linh đều nghe rõ ràng. Đại đế ra lệnh. Trong cả cấm địa hoang cổ, vô số cường giả đều ngẩng đầu nhìn nơi xa nhất của bầu trời, khuôn mặt ngơ ngác. Một lúc sau, cả cấm địa hoang cổ đột nhiên nháo nhào, vô số hơi thở khủng bố vụt qua bầu trời, đâm thẳng xuống thập hoang. Đại đế có lệnh, ai dám không vâng theo. Cho dù là sinh vật tiền sử cũng đồng loạt tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, đi đến thập hoang, trong thời gian ngắn dẫn đến bầu trời của thập hoang giống như bị động đất, rung chuyển kịch liệt, quần tỉnh rung lắc, khủng bố vô cùng, thư viện Quan Huyên. Ngày này, Diệp Quân đến điện Quan Huyên, khi hắn đi vào. Trong điện, đám người Mục Khoản ở trong điện lần lượt đứng dậy. Lúc này bọn hẳn đã biết chuyện đệ nhất tính chiêu rời đi, bởi vì sau khi đệ nhất tính chiêu rời đi, để lại một bức thư cho tất cả mọi người ở trong điện, thực ra chính là chuyện sau này giao phó. Mới bắt đầu, chuyện của thư viện đều là do cô ta quản lý, nếu như cô ta không bàn giao kỹ càng mới đi, thư viện sẽ bị đình trệ. Diệp Quân bước chân đến trước bàn làm việc của đệ nhất tính chiêu ngày thường hay ngồi, nhìn tấu chương chất cao như núi và ba vị thần tướng đồng đen, trong mắt hẳn xẹt qua một chút phức tạp. Mục Khoản đi đến bên cạnh Diệp Quân, cung kính nói, viện trưởng, tính chiêu cô nương, nàng. Diệp Quân nhẹ giọng nói, nàng đi đến nơi khác rồi. Mục Khoản nhìn hắn giống như vậy, nhìn vẻ mặt hắn âm u như nước, không dám hỏi gì. Diệp Quân đột nhiên nói, Mục Khoản cô nương có giao phó điều gì không? Mục Khoản đáp, nàng nói sau này nơi đây do ta phụ trách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.